Nếu mà ráng tức mình ghi kèm nó nóng luôn rồi mệt mỏi luôn. Hello Hà My, hello mấy chị yêu nha. Hello mấy bạn. Các bạn mới vô nhấn nút chia sẻ bài viết giùm Ngọc nha các bạn ơi. Hello Hà My. Hello Ly Ngọc, Hiếu Lam. Chia sẻ bài viết giùm Ngọc nha mấy nàng ơi. Hello Diệp Phí, hello Hương Trang, hello Mai Màu Mè. Lâu quá mới gặp Mai Màu Mè ha. Chia sẻ bài viết giùm Ngọc nha mấy nàng ơi. Chia sẻ bài viết giùm Ngọc lên view nhiều nhiều cái Ngọc lên ha. Ôi bộ ngủ. Rồi chia sẻ bài viết giùm Ngọc nha. Ai đang có mặt cho Ngọc một chấm nha. Hello Bùi Trang. Hello chị Ly nha. Nha. Chào lại Hằng nha, chào bé Ngọc nha. Hello Hương nha. Đi bán luôn hả chị ha? Không có nha, xin đi phạm, ý là hôm nay Ngọc chỉ bán đồ ngủ thôi nha. Ngọc lên hết đồ ngủ này Ngọc nghỉ ha. Không lên hàng tép nữa ha. Áo đồ Ngọc còn nhiều lắm, áo dùm đồ set còn nhiều lắm, nhưng mà Ngọc lên đồ ngủ cái nha. Chia sẻ bài viết giùm Ngọc nha. Hello Thư. Hello chị Tiên. Công Nguyễn chia sẻ bài viết giùm Ngọc nha. Cảm ơn Ánh Moon nha. Hello Công Nguyễn chia sẻ bài viết giùm chị nha Công ơi. Hello Hương Thanh Lương nha. Rồi chia sẻ bài viết giùm chị nha mấy nàng ơi. Hôm nay chị lại lên đồ ngủ. Ai vậy? Gì của ai? Ủa hôm bữa đặt set 201 mà không thấy vậy chị hả? Mai Đào, ủa hôm bữa em đặt set 201 mà không thấy gì vậy chị? Xong rồi, tự nhiên giặt xong rồi nó vậy, nó bị rờ, nó bị gì vậy? Mấy quần hả? Quần tan nát. Sao không giặt ở trong đó đâu, mấy chó cắn á. Thôi, quần đồ nó còn để đâu chó cắn. Chứ sao giặt xong rồi, cái qua ngày hôm sau bấm cái chỗ giặt có cái nó quay mấy vòng nữa. Nó quay mấy vòng nữa chị không nổi mặt mày nó tại là quần con này không mà bốn con trả rồi. Mai Đào ơi, cái set của em hình như là chị đã gọi rồi hay sao á. À em đặt một set màu hồng đúng không ta? Em đặt một set màu hồng đúng không? Hình như set màu hồng của chị Ngọc hết rồi sao á. Hello chị Tiêu Tình nha, hello chị Tình nha, khỏe không chị ơi?
Trời, có hai đôi cái quần nút đái của nó cho tao làm chi vậy trời. Đúng rồi Mai Đào ơi, cái set màu hồng nó Ngọc chưa về kịp nha. Cái set màu hồng đó Ngọc chưa về kịp nha. Nếu mà đợi được thì thứ 6 này Ngọc trả cho nha. Nếu mà đợi được thì thứ 6 này nó mới có hàng Ngọc trả cho nha. Tại tại vì đặt màu đó nó tạm hết á. Rồi, hello mấy chị yêu nha. Hôm nay ai thích coi mặt hàng gì comment giùm Ngọc nha. Hôm nay thích coi mặt hàng gì thì comment giùm Ngọc. Còn không thì Ngọc sẽ lên đồ bộ ngủ nha. Ngọc sẽ lên đồ bộ ngủ cho mấy chị coi. Mặt rất là thoải mái luôn. Hôm nay Ngọc về một bộ lưới và mã mới ha. Về cái mã mới rất là xinh luôn. Ok Mai Đào nha. Rồi ok, vậy có hàng thì Ngọc điện cho nha Mai Đào nha. Có hàng thì Ngọc điện cho nha. Nhớ chia sẻ bài viết giùm Ngọc nha mấy nàng ơi. Chia sẻ bài viết giùm Ngọc với nha. Đừng hỏi nha. Mai lại. Về ngủ quá. Thôi vậy đi, về ngủ đi. Vậy về ngủ đi, tao để tao tự bác. Mai lên. Hay đây. Tao tưởng mày rảnh mày ở đây mày chơi chứ còn đi về thì về đi. Trời ơi, tự nhiên hay quá. Hello Xuân Thủy Trang nha, hello chị Oanh nha. Ngủ tiếp đi mẹ ơi, ngủ. Ngủ tiếp đi mẹ ơi, ngủ ngủ rồi ư năn nỉ à. Nhớ rồi á. Mai đi nha, mai chưa mai mẹ lên mẹ ngủ với con nha. Vô gì ba, vô đây ngủ nha. Rồi. Đây ha. Rồi bây giờ hôm nay mấy chị chia sẻ bài viết giùm em sẽ lên mẫu bài hàng em sale cho mấy chị coi nha. Hàng áo ngủ rất là đẹp luôn. Nha, áo ngủ rất là đẹp luôn. Và cái set của em đang mặc có chị nào thích không? Cái set của em đang mặc em có hai màu trắng đen nha. Em có hai màu trắng đen. Hôm nay mấy chị lấy em để giá 185k luôn ha, 185k một set luôn. Rất là đẹp áo, chất vải rất là đẹp luôn ha. Đây nha. 185k một set thôi nha mấy nàng ơi. Rồi, nàng nào đang coi được cho Ngọc một chấm thì mình giờ chào hỏi nhau chơi nha. Hello Thảo Trương, hello Tuyết Nhi nha. Rồi, ai hàng mới, hôm nay Ngọc mới về cái mã hàng mới như thế này. Trời ơi, nó mở ra được rồi hả? Hello, chị Keo đi Trần nha, hello Lan Linh nha. Đây, một cái mã hàng đồ ngủ mới rất là đẹp luôn nha mấy mị ơi. Trời ơi, chất vải cực kỳ đẹp luôn ha, nó có hai cái dây ở đây nha. Ôi ren, trời cái miệng nó kìa, bye bye. Đây nha, ren rất là đẹp nha mấy nàng nha, ren rất là đẹp luôn, có độ co giãn qua đây nó có cái dây ha, cái dây là hàng hot ha. Đây có dây tăng đơ co giãn nha, có dây tăng đơ co giãn luôn. Ở đâu ông lấy mẹ? Có đồ ngủ mà không sexy không hả? À, cũng đâu có sexy mấy đâu Lan Linh nè, đâu có sexy mấy đâu Linh ơi, mặc vô nè, mặc vô nói chung là nó cũng ôm hết bầu ngực của mình, cũng phải không có sexy lắm nha. Rồi đi về rồi Hải, Ly Hải ơi, đi về rồi Ly ơi. Với một set bộ như thế này nha, bạn nào thích nhanh tay comment nha. Quý Lê Văn là con trai hả sao? Rồi đây nha, rồi có chị nào thích cái set của em đang mặc không? Set áo sơ mi rất là đẹp nha, set áo sơ mi kèm với lại chân váy phi, em có hai màu nha. Set áo sơ mi cái chất vải này là vôn lụa rất là đẹp ha, và kèm với lại chân váy phi ha, chân váy phi lên form cực kỳ đẹp luôn. 185k, chị nào thích nhanh tay comment giùm em nha. 185k một set thôi, lên form rất là đẹp nha mấy chị nha. Em đứng lên cho mấy chị coi một lần nữa để hai bộ đồ ngủ ra cho mấy chị coi ha. Đây. Em có hai màu trắng với màu đen nha. 185k cái này form này. Chị nào cao 1m6 là 60kg đổ xuống là mà ok luôn ha. À, chị nào mà cao 1m6 là 60kg đổ xuống là mà ok luôn mấy chị ha. Rồi, đồ hôm bữa đẹp hết luôn nha chị hả? Cảm ơn Ngô Thị Tuyết Nhung nha. Thử rồi hả? Thử hết rồi đó hả ông gái? Đây, hôm nay nha, Ngọc lên cái hàng này. Trần Thị Thu Thủy, chị ơi chị có chân váy bút chì không ạ? Chân váy bút chì hả? Chân váy bút chì của chị có chân váy xẻ nha, được không em? Chân váy bút chì của chị nó xẻ dữ lắm nè. Còn được một cái. Ai còn được một cái màu đen. Ủa còn một cái màu đâu rồi ta? Ai chỉ còn một cái chân váy bút chì màu đen như thế này nè. Em có mặc xẻ được không nè? Nó xẻ nha, nó xẻ đùi nha. Ai? Hello. Set đó bao nhiêu chị Lan Nguyên ơi, set của em đang mặc 185k nha chị yêu nha. Chia sẻ bài viết giùm em 221, chia sẻ bài viết giùm em là còn 185k nha. Đây, chân váy của chị như thế này được không bé yêu? Nó xẻ ha. Đây, nó cũng là chân váy của chị nhưng mà nó xẻ.
Đó, cô áo sơ mi rất là đẹp nha mấy chị. Cô áo sơ mi rất là đẹp luôn. Ơi. À, chân váy thì chỉ có chân váy này, nếu mà chân váy bút chì mà dạng không rẻ thì chỉ có loại màu nha. Chân váy màu đó bạn má. Rồi. Đồ ngủ chị vừa không bao nhiêu, chị Hương Nguyễn ơi, đồ ngủ vừa nha chị yêu nha. Đồ ngủ hôm nay em bán 80k luôn nha mấy chị yêu nha. Đồ ngủ hôm nay em bán 80k luôn mấy chị, chờ em tí xíu em thay cái bộ đồ ngủ ra cho mấy chị coi. 80k thôi ha. 80k một bộ đồ ngủ thôi nha mấy chị nha. Nhớ chia sẻ bài viết giùm em nha. Rồi đây nha, đây là bộ đồ ngủ của anh em nha mấy chị đẹp nha. Đó. Bộ đồ ngủ của anh em mã mới nha, lên form cực kỳ đẹp luôn. Lên form cực kỳ đẹp luôn thấy không? Em đang mặc mẫu phi trắng nha, phi nha. Rồi đây, có màu đen không chế hả Phương My? Cái set bộ chị đang mặc có màu đen nha, màu trắng, màu đen nha Phương My nha. Rồi, đồ ngủ thì không có màu đen nha mấy bạn nha. Đồ ngủ phi màu đen rất là hiếm luôn cho nên không có. Set bộ Ngọc đang mặc. Bộ ngủ Ngọc đang mặc 80k nha. 80k nha. Bạn nào lấy hai bộ là còn 150 nha. Hai bộ là còn 150 ha. 80k luôn, 80k một bộ rất là đẹp luôn nha. Cái này ở ngoài thị trường bán 100 mấy, giá không dưới 100 giá không dưới là 100 150 đâu mấy chị. À giá không dưới là 150 đâu, nhưng mà hôm nay Ngọc bán có 180k thôi cho nên mấy chị tranh thủ nha. Bộ ngủ 80k, chị nào thích nhanh tay comment số điện thoại kèm theo màu giùm Ngọc nha. Đây bây giờ Ngọc show màu cho mấy chị coi ha. 80k một bộ, 60 kg đổ xuống mà ok luôn nha. Cái này là 60 kg đổ xuống mà ok luôn nha. Nè, hello Quỳnh Quỳnh nha. Rồi cái này là nó che cái này lại giùm chị nha. Cái này là giá ngực của chị. Rồi. Đây. Nha. Đổ lưng như thế này ha. Đó, ở đằng sau nó là dây như thế này thôi. Rồi đơn giản như vậy thôi ha. Quỳnh Quỳnh nè. Rồi ai thích nhanh tay comment em show màu cho mấy chị coi nha. Em show màu cho mấy chị coi nha mấy chị yêu ơi. Mã này là mã mới bên em luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn. Chất vải bao mềm mịn luôn ha. Chất vải bao mềm mịn luôn. 80k một bộ nha. 80k một bộ thôi nha mấy chị yêu nha. Bên mình có không được. Ủa sao vậy chị nút mắt hoa hồng ơi, sao vậy? Wi-Fi bên em bị gì hay sao ta? Mạng bên em bị gì hay là sao ta? Hello Nguyễn Hương. Mấy chị yêu ơi, ai còn coi được không ạ? Mấy chị yêu ơi, ai còn coi được cho Ngọc một chấm nha. Ai còn coi được cho Ngọc một chấm nha. Hay mạng bên Ngọc bị lát nữa rồi. Rồi lên màu đi, có gì em lấy thêm rồi mai giao luôn. Phương My hả, đơn của Phương My hả? Ok ok, chờ chị Ngọc tí xíu nha. Coi được không mấy nàng ơi? Sao vậy? Sao có người coi không được nè? Dạ 60kg mặc ok nha chị yêu nha. 60kg mặc ok nha mấy chị yêu nha. Được mà ha, đúng không? Rồi ok. Chị ơi, cái này chắc wifi bên chị bị cái gì rồi nha. Mạng bên chị bị gì rồi. Facebook này chắc chị phải xóa, chị lấy màu lại giùm em nha ha. À, xóa, quên, chị xóa xong rồi tải lại giùm em là chắc coi được nha. Xóa rồi tải lại là coi được nha. Rồi, mã này 80k nha em coi.
mấy chị coi màu nha. Một bộ 80k, hai bộ 150 giùm em nha. Một bộ 80k, hai bộ 150 nha mấy chị yêu nha. Rồi đây em cho coi màu nè. Đây ha, màu xanh nè, màu xanh xanh rêu, màu xanh rêu ha. Không mới xem được rồi. Ok chị nước mắt, ok chị nước mắt hoa hồng nha. Rồi đây, màu trắng kem em đang mặc nha, màu trắng kem em đang mặc. Đi về bên dưới nha. Màu xanh rêu nha, đây màu xanh rêu, màu hồng lợt nha mấy chị nha. Mỗi cái chỉ có một màu duy nhất thôi nha, màu hồng lợt nha. Ai lấy trước thì còn nha. Màu hồng lợt nha, màu hồng lợt nè. Rồi màu xanh dương nè mấy chị ơi, màu xanh dương ha, màu tím đậm. Trời ơi, màu tím đậm em về là hả, đa số mấy chị dành rất là nhiều luôn. Cho nên là bây giờ ai lấy trước thì còn trước, còn không thì không có nha mấy chị nha. Rồi màu tím lợt nha, màu tím lợt, màu hồng tím. Bởi vậy không bao giờ cho vô con khóa cửa là vậy á. Mày nghe mày ngồi xuống. 60k hai cái chị yêu ơi, nó mất hai hồng. Những đồ bộ bên em mà chị mặc vừa á là sẽ chị sẽ mặc vừa đồ bộ nha. Tại vì cái đồ bộ này nó có thun mà, ở đây nó là thun, nó có độ co giãn rất là tốt luôn. Cho nên là mình mặc vô tư luôn ha. Đồ bộ ngủ bên em là mặc bao đẹp luôn. Màu trắng và màu hồng lợt. Hương Nguyễn hả? Hương Nguyễn ok. Hương Nguyễn lấy thêm một bộ hồng, màu trắng và màu hanh lợt ha. Xanh rêu tím ok. Chị Nguyễn Nhung cho em xin lại số điện thoại chị Nguyễn Nhung ơi. Nguyễn Nhung nè, xanh rêu với lại tím cho Ngọc xin lại số điện thoại nha. Rồi hai bộ 150, một bộ là 80k nha mấy chị ơi. Hai bộ 150 ha, một bộ là 80k nha. Hương Nguyễn là nhớ chia sẻ bài viết giùm Ngọc nha mấy bạn ơi. Không chia sẻ Ngọc không có để giá sale đâu. Giá bình thường này là Ngọc đã bán 120 rồi ha. Thế mấy chị không chia sẻ thì Ngọc không có để giá sale đâu. Ngọc để giá bình thường thôi, không để giá sale được nha. Rồi lấy em màu trắng với màu chị đang mặc Hương Nguyễn Ngọc ok nè. Với lại màu hồng lợt. Rồi đây Hương Nguyễn chia sẻ bài viết giùm em nha. Ủng hộ em thì chia sẻ bài viết giùm em với nha. Đặt hàng thì kèm theo số điện thoại để không người khác đặt sau mà có số điện thoại là Ngọc phải chốt nha. Ngọc không có chốt cho người trước nha mấy bạn ơi. Rồi nha, Hương Nguyễn nè. Hương Nguyễn này là mới giao nè đúng không? Hồng cộng trắng nha. Hai bộ 150 nè. Rồi, bạn nào thích nữa nhanh tay comment giùm Ngọc nha. Bạn nào thích nhanh tay comment giùm Ngọc ha. Rồi 80k một bộ thôi, lấy cho em bộ chị đang mặc quỳnh quỳnh đó, bộ chị đang mặc hết nha. Bộ chị đang mặc màu trắng là hết rồi ha. Bộ chị đang mặc màu trắng là hết, lựa mẫu trên tay chị giùm nha. Rồi đây, còn đây còn màu xanh rêu, màu tím ha. Màu xanh nè, màu xanh nha, màu tím lợt nè mấy bạn, màu tím lợt nha, màu hồng hồng tím, màu hồng tím nha. Số bộ cái bên ok em yêu luôn nha. Ok Hằng Nguyễn nè, khách quen mà, ghi lại số điện thoại đợi để chị quên mất. Rồi 0186328677 ha. Rồi chị đứng dậy em coi với ok, để không bi chờ chị tí xíu nha. Có đỏ không chị Quỳnh Quỳnh, nó có nhiêu đây à. Rồi thêm màu đang bận nha Nguyễn Nhung, thêm màu đang bận nha. Mỗi màu Ngọc chỉ có một cái thôi cho nên mấy bạn tranh thủ lựa nha. Rồi Nguyễn Nhung nè, màu xanh rêu với lại màu tím Ngọc ok nha. Em mới vô ok để không bi chờ Ngọc 2 phút chị đứng lên cho coi nha. Nguyễn Nhung nè, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Quỳnh Quỳnh màu hồng chị Ngọc ok nha. 0163483818 ha. 150 hai bộ nè, 150 hai bộ cho Nguyễn Nhung nè. Chị Ngọc ok, màu hồng Quỳnh Quỳnh ok nha. Màu hồng, màu hồng, hồng 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 đây Quỳnh Quỳnh nha. Quỳnh Quỳnh 80k nha. Hello thì chị Thùy Trang nha. Rồi để bây giờ Ngọc còn màu này nha. Ngọc còn màu 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 vàng đồng nha, màu vàng đồng, màu xanh dương đậm nha, màu tím lợt ha, màu tím lợt và màu xanh này nha. Màu tím lợt và màu xanh này. Đang bận bao nhiêu vậy Ngọc hả? Dạ chị yêu ơi, em đang bận là 80k nha. Rồi, thứ sáu tại em không đi làm ok với yêu luôn. Đứng lên cho mấy bạn coi nha. Đứng lên cho mấy chị yêu coi nha. Đây là ở nhà rất là dễ thương luôn, mặc ngủ bao mát mẻ luôn ha. Đây. Rồi, ok không mấy chị yêu ơi, rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn nè. Áo rộng rãi thoải mái luôn ha, áo rộng rãi thoải mái luôn. Đây nó co giãn hết cỡ cho mấy chị luôn nè. Em đã nói là 60kg là mấy chị mặc vô tư ha, 60kg là mấy chị mặc vô tư luôn nha. Ừ, sau xíu Hồ Nguyễn Hồ ok. Chị Thùy Trang đang bận em 80k nha, 80k một bộ, hai bộ bao nhiêu ký mặc được chị yêu ơi. Cái này nếu mà mấy chị cao 1m55 như em á thì khoảng 58-60kg thì mặc ok. Còn mấy chị cao 1m65 trở lên á thì 1m65 trở lên á thì 62-63kg mấy chị mặc được nha. Tại vì nó co giãn dữ lắm nha. Có đỏ hay da không Ngọc chị yêu ơi? Đỏ hay da em hết nha, đỏ hay da em hết. Hiện tại em còn màu ở trên tay nè, hiện tại em còn màu ở trên tay nè, được không? Đây em còn màu đồng nha. Ai vô trước, ai lựa màu trước thì còn trước, còn ai vô sau thì hết nha. Chứ hình này
màu để cho mấy chị lựa nha. Nè màu 10 màu em xô hết rồi nha. Bây giờ 2 bộ 150, 2 bộ 150, 1 bộ thì là 80k nha. 2 bộ 150, 1 bộ là 80k nha. Đây em còn màu xanh này nè. Màu tím lợt ha. Màu xanh đậm nè. Và màu đồng. Đó em còn 4 này nha. À, đơn em ship chưa để em lấy cho đỡ phí ship đoàn Hiếu Bi hả, đơn của em hả? Chị gọi cho em chưa? Nếu mà chị gọi cho em là chị ship rồi. Đây, à, đoàn Hiếu Bi lấy một cái đúng không? Chưa ship, chị chưa ship nha đoàn Hiếu Bi ơi. Tại chị thấy có một cái áo rồi, chị nhớ rồi, đoàn Hiếu Bi là một cái áo nè. Rồi rồi rồi, đoàn Hiếu Bi là một cái áo rồi, lựa thêm đi chị Ngọc, ship cho 42kg Ngọc, 45kg là Ngọc mặc vô tư luôn nha Thảo Chuông ơi. Cái mẫu này tại vì nó là thun á cho nên là mấy bạn mặc vô tư luôn, không có sao hết nha nè. Thun nó sẽ ôm sát luôn, 40-42kg là mặc vô tư ha, 40kg mặc cũng được luôn nha. Rồi, và ai lấy nhanh tay comment số điện thoại kèm theo màu dùm Ngọc nha. Hello chị, hello chị Trần Nana nha. Ok chị Đào Hoa Anh nè. Đoàn Hiếu Bi ở đâu của em còn đây, bây giờ em lấy thì chị ship chung luôn cho nha. Rồi chốt dùm chị ha. Ai chị yêu ơi, bộ này có bị chói không, có bị chói không mấy chị? À, mấy chị ra đi, đi ra đi, chỗ gì ba đang bán chứ không phải chỗ chơi mấy đứa, đi ra đi về đi. Nhanh lên dắt em ra luôn nè. Trời ơi, chỗ bán chứ không phải chỗ chơi đâu mà đi vô đây đứng. Đây 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 đây. Rồi. Đây nha, mã mới về. Lấy bộ vàng với xanh ok Thảo Chuông nha. Ok chị Thảo Chuông cho em xin số điện thoại luôn chị Thảo Chuông ơi. Lấy em bộ tím nhạt đoàn Hiếu Vi chị Ngọc ok nha. Chị Đào Hoa Anh ơi, chị thấy không chị? Chị thấy được không chị ơi? Đoàn Hiếu Vi nè, chị Ngọc ok đoàn Hiếu Vi nè. Rồi, bán hết mấy bộ đồ ngủ này. Rồi, màu vàng với màu xanh ha. Ok chị yêu luôn, màu xanh. Em còn hai màu xanh nha. Em còn màu xanh ngọc này nè, màu xanh lam với lại một cái màu xanh đậm. Lấy màu xanh nào comment giùm em, có loại váy như thế không em? Có luôn chị yêu ơi. Một bộ 80k nha. Lấy chị xanh dương. Ok chị thì dạy Ly. Ok chị Ly nha. Chị Ly nè. Rồi ok chị Ly nha. Rồi em còn hai bộ màu xanh này nha chị. À, chị cái gì á, Hiếu Trương gì á, cái gì quên rồi ta. À, Thảo Chuông cho em xin số điện thoại nha chị yêu ơi. Chị Thảo Chuông cho em xin số điện thoại. Em còn váy luôn chị Đào Hoa Anh, thích váy tí xíu đưa em lên mấy cái hàng này sale rẻ cho mấy chị yêu luôn. Váy em còn luôn nha. Rồi em còn màu vàng với màu xanh này nha. Lấy cho em xin số điện thoại nha chị Thảo Chuông ơi. Hết mẫu em qua màu luôn nha, em qua mẫu luôn ha. Rồi đây lên cái mẫu này đi. Cái mẫu này hình như là mẫu mới đây. Lên mẫu mới cho chị muốn coi đầm đúng không? Rồi coi đầm chị em tí xíu nha. Hello Nhung nha. Này. Chị Thảo Chuông ơi, nghe em nói không chị yêu ơi? Có thì cho em xin số điện thoại nha. Không có số điện thoại thì em để lại cho chị khác nha. Là Ngọc còn màu đồng với lại màu xanh nha, lam nha. Ngọc còn màu đồng với lại màu xanh lam. Chị nào thích nhanh tay comment số điện thoại giùm Ngọc nha. Chị nào thích thì nhanh tay comment số điện thoại giùm em để lại cho nha. 80k một bộ, 2 bộ 150 thôi ạ. 80k một bộ là 2 bộ 150 nha. Rồi em lên cái này cho mấy chị coi. Trời ơi, cái này có bộ màu đen nữa nè, quá đẹp luôn nè. Cái này có bộ màu đen nè. Tô màu lên cho mấy chị coi nha. Mặc thử màu, có màu đỏ thôi, bây giờ em mặc thử màu hồng đi. Dạ chị 60kg 1m55 trở lên là chị mặc ok nha. Đừng có 1m5 rồi giùm em là được ha. 60kg 1m55 trở lên giùm em là mặc vô tư nha. Số điện thoại tí em nhắn tin qua mẹp nha chị hả. Ủa Quỳnh Quỳnh chứ không phải Quỳnh Quỳnh là khách quen của chị hả ta. Quỳnh Quỳnh này khách lạ hả. Quỳnh Quỳnh ơi em gặp em số điện thoại đây giùm chị luôn em yêu ơi. Số điện thoại chị chốt trên đây, chị không có chốt trên ấy nha. Comment nha, ở trên inbox nha. Rồi nha, nhiều khi inbox nó bị chặn tin nhắn chị không có nhận được. Rồi đây nha, mẫu mới nè, trời ơi lên cực kỳ đẹp luôn. Em coi lại hai bộ em lấy đi. Thảo Chuông đây chị yêu ơi, Thảo Chuông nè, màu đồng nè, màu vàng đồng nè, màu vàng đồng lên rất là đẹp, và màu xanh lam ha, và màu xanh lam nè. Đây nếu mà lấy comment số điện thoại giùm em nha, không em qua mẫu 1m6 ok chị yêu luôn. Mua lần rồi hả Quỳnh Quỳnh ha. Rồi mua lần rồi thì tí xíu nữa inbox giùm chị cũng được nha, tí xíu inbox giùm chị cũng được. Ngọc qua mẫu này nha, mẫu này nhiều màu đẹp lắm, hứa hẹn với mấy chị mẫu này nhiều màu rất là đẹp luôn. Đây. À, cái bộ này em đảm bảo với mấy chị, trời ơi đẹp cực kỳ đẹp luôn. Chất lụa, chất vải thì thôi rồi khỏi nói rồi ha. Chất vải thì mấy chị khỏi lo luôn nha. Cái này là chất vải là em tuyển không á. Ở dưới quần nó có phối ren nha. Ở dưới quần nó có phối ren, rất là đẹp nha. Đây,
ok không? Nó phố ren dài xuống tới đây nha, phố ren dài xuống tới đây, mặt ngủ bao mát luôn, mặt ngủ là bao mát luôn nha. Rồi em lên màu, ok chị Thảo Chuông nha. Cảm ơn Nhung nha. Rồi chị Thảo Chuông nè, em ok chị Thảo Chuông nè. 0123405559 ha. Rồi 150 hai bộ nè. Ok chị yêu Thảo Chuông, chị yêu ơi, em ở Biên Hòa Đồng Nai nha. Những chị nào ở Biên Hòa Đồng Nai có thể ghé shop coi giùm em nha. Có chị nào mà ở Biên Hòa Đồng Nai có thể ghé nhà em coi nha. Rồi em màu đen ha. Rồi bây giờ cái mẫu này Ngọc lên tiếp theo nha. Cái mẫu này Ngọc lên tiếp theo 80k nha. Lấy màu hồng đi, chị Nguyễn Nhung lấy màu hồng ha, bữa em đang mang nha. Suri Nguyễn ok, bạn nào đỏ với da ha, chị Thùy Trang là đỏ với da em ok. Từ từ nha, bạn nào chốt hàng nhớ kèm theo số điện thoại giùm Ngọc nha. Lấy kèm theo số điện thoại giùm Ngọc nha, lấy màu hồng mẫu này đổi màu xanh nha. Chị Thảo Chuông cái này vậy là em mỗi bộ 80k nha chị nha, mỗi bộ 80k nha. Lấy hai bộ là cùng mẫu thì em mới để giá 150 được nha. Phương My lấy hai bộ màu đen nha. Số điện thoại dồn với đơn cũ Phương My. Em lấy Phương My đơn cũ hả? Đơn cũ của Phương My là gì vậy ta? Bạn nào chốt hàng kèm theo số điện thoại giùm Ngọc nha, chứ tại nhiều khi không có số điện thoại Ngọc không có chốt được nè. Ngọc của anh không có số điện thoại nè. Hồng Nhung nè, Nguyễn Nhung nè. Nguyễn Nhung là có đơn chưa ta? Bạn nào có đơn rồi comment dồn giùm Ngọc nha, chứ giờ Ngọc cũng không biết nữa. À rồi ok, Nguyễn Nhung là có đơn rồi nè. Quỳnh cho chị Ngọc xin số điện thoại đây đi bé yêu ơi. Ha? Nguyễn Nhung có đơn rồi, lấy màu hồng đi. Màu hồng của Ngọc ha là Nguyễn Nhung nha. Nguyễn Nhung là màu hồng của Ngọc. Ui da. Nguyễn Nhung nè, ủa sao Nguyễn Nhung mới số điện thoại ta? Quỳnh nè. Hương Nguyễn nè. Ừ, Hương Nguyễn lấy màu trắng. Đây Thu Nguyễn nha, Nguyễn Nhung nè. Rồi Nguyễn Nhung hai bộ nha. Nguyễn Nhung lấy màu hồng ok. Nguyễn Nhung lấy màu hồng nè. Chị Suri Nguyễn lấy màu em đang mặc. Chị Suri Nguyễn là em có số điện thoại chưa ta? Chị Thị Trang đỏ với da nè. Rồi bắt đầu em chốt nha. Đỏ với da cho chị Nguyễn, đỏ với da ha cho chị Thùy Trang. Ok chị Thùy Trang luôn. Rồi chị Thùy Trang hai bộ 150k nè. Chị Thùy Trang hai bộ 150k nha. Rồi Thảo Chuông lấy hồng mẫu này đổi màu xanh nha. Chị yêu ơi, rồi em đổi cho chị màu hồng lợt nha. Hay là màu hồng này. Rồi em đổi màu hồng này cho chị nha. Đổi màu xanh 80k đâu rồi ta. Đổi cái này. Chị Thảo Chuông, Thảo Chuông cái này đổi màu xanh. Đổi cái màu xanh màu xanh. Đây chị Thảo Trương nè. Rồi chị Thảo Trương 80k ha, bỏ màu xanh lại nha. Rồi em lấy hai bộ màu đen nha. Phương My chị có một bộ màu đen thôi em yêu ơi, không có hai bộ đâu nha. Phương My nè, bộ màu đen nè. Phương My nè. Cái này chắc Phương My phải comment lại số điện thoại giùm chị cũng nhớ Phương My lấy gì nữa. Nhà dưới Biên Hòa Đồng Nai nha. Ngọc Oanh màu hồng rồi, chị còn màu hồng lợt thôi nha Ngọc Oanh ơi. Ngọc Oanh ơi, chị còn màu hồng lợt thôi, lấy thì ok giùm chị nha. Chị cũng đùng chiều cũng đồ ngủ chiều em mới gọi hỏi đi chưa á. Phương My hả? Ủa Phương My mà chị nhớ Phương My vậy ta? Phương My sao chị nhớ Phương My vậy? Rồi ok em, Thư Juni nè. Chị ở Biên Hòa Đồng Nai, Ngọc Oanh màu hồng chị mặc nhé. Màu hồng chị mặc hết nha Ngọc Oanh ơi. Màu hồng còn màu hồng lợt nha em yêu ơi. Rồi chị Thanh Trương đổi nha em ok. Chị yêu em đổi rồi nha. Coi màu chị ơi hết mất tiêu rồi. Thanh Tâm ơi chị thấy em nha. Thấy em nha. Chị lấy hai bộ một màu hồng em đang mặc với màu tím nha. Chị Suri Nguyễn ơi hết rồi chị yêu ơi. Rồi bây giờ em xô màu ở trên tay em nha. Em xô màu ở trên tay em nha. Màu hồng em đang mặc hết. Màu hồng em đang mặc hết nha mấy chị yêu ơi. Màu hồng em đang mặc hết. Mấy chị lấy hàng nhớ chia sẻ bài viết giùm em nha. Không chia sẻ bài viết em không có lấy giá sale nha. Nhớ chia sẻ bài viết giùm em nha. Rồi thường thôi em lấy cái khác. Ngọc Anh ok nha. Không có màu hồng màu đang mặc hết nha. Chị còn mẫu nào vậy? Thanh Tâm, chị còn mẫu nào vậy là sao ta?
Chị còn màu nào vậy? À, Beo Lan Nguyễn chưa tìm ra set cho chị luôn hả gái? Dạ chị Beo Lan Nguyễn. Cái đó chắc em bó tay quá, chị lựa mẫu khác giùm em nha. Cái mẫu đó giờ ai tìm ra thì đưa cho em đặt thôi, chứ giờ em kêu em tìm nữa không có thời gian luôn á. Có một mình em mà em lấy hoay không kịp nha. Rồi đây Ngọc Xô màu cho mấy chị coi, màu trên tay em còn những màu đẹp không nha. Nào màu xanh đậm. Trời ơi mặc đồ ngủ mà. Và mặc đồ ngủ á mà. Màu nào á chị? À rồi ok nè, chị lên màu cho coi nha. Nè Ngọc còn màu xanh đậm nha. À, đỏ với da cho chị chưa rồi nha chị Thị Trang ơi. Rồi đây nha. Màu xanh đậm nha, màu xanh đậm. Màu tím đậm. Trời ơi màu tím đậm chưa mặc lên thôi, chứ mấy chị biết không, em mà mặc màu tím đậm lên cái là hết liền. Mặc màu tím đậm lên cái là hết liền nha. Màu tím đậm rất là đẹp luôn, đừng để tới lúc em mặc lên rồi mấy chị mới dành là không có nha. Màu tím đậm, màu hồng lợt ha. Màu hồng lợt. Màu hồng lợt, còn mấy màu này là màu khách em dành không á. Nào màu xanh đen và màu xám. Màu xám thì cực kỳ sang rồi, màu xanh đen và màu xám nha. Hai màu này mấy chị không lấy là rất ổn. Một bộ thì 80k, hai bộ thì 150 nha. Một bộ thì 80k. À có rồi, nhắn trên Zalo chị Nhan ok chị Beo Lan Nguyễn nha. Này đợi em kiếm chắc hả, chắc hơi lâu ạ. À. Em kiếm chắc hơi lâu ạ. À. Rồi đây nha, màu xanh đen với lại màu xám nha mấy chị đẹp ơi, màu xanh đen với màu xám nha. Thì Trang lấy màu xám em ok chị Thị Trang màu xám luôn nè. Trời ơi màu xám mà cực kỳ sang luôn á. Rồi em lấy thêm màu xám Phương My hết màu xám nha em yêu ơi, cho em xanh đen luôn. Thùy Trang cho chị xem xanh đen luôn ok chị yêu luôn, em lấy cho xanh đen cho ra nha. Đứng lên cho xem mẫu đi chị Trân Dung nè. Đây đứng lên cho mấy chị yêu xem mẫu nè. À quần phối ren nha, quần ở dưới đây nó có may thêm một lớp ren nữa nha, may tỉ mỉ đàng hoàng không phải hàng tào lao đâu nha. Mẫu này ở ngoài thị trường bán hơn 150 chứ không có ai bán rẻ như em đâu nha mấy chị nha. Không có ở đâu bán rẻ như em đâu, em bán rẻ nhất thị trường luôn rồi nha. Rồi đây nha, chị ở Biên Hòa Đồng Nai nha, chị ở Biên Hòa Đồng Nai rồi. Em đây cho chị coi màu xanh đen. Trời ơi màu xanh đen bao đẹp luôn, toàn là mấy màu đẹp không à, mấy cái màu còn lại là mấy màu đẹp, mấy màu đẹp không à mấy chị ơi. Ây em lấy tím đậm, em lấy tím đậm với hồng nha chị ok, em yêu luôn tím đậm với hồng nè. Thanh Tâm ha. Rồi Thanh Tâm 150 hai bộ nè. Thanh Tâm Ngọc ok nha. Đây màu xanh đậm nha, bị rớt mạng có Zalo chị xanh đen luôn, chị Thùy Trang ok chị Thùy Trang luôn nè. Màu xanh đen bao đẹp luôn á mấy chị, màu xanh đen cực kỳ đẹp em nói thiệt. Rồi nha, xanh đen cho chị Thùy Trang. Ok chị Thùy Trang màu xanh đen. Mẫu của em thì mấy chị đã biết rồi, những chị nào mà đã nhận hàng rồi là biết màu của hàng của em rồi đó. Trời ơi khỏi phải nói tới mức độ luôn đi. Hàng này chẳng qua em bán rẻ thôi, chứ mấy chị đem về cầm là chất lượng như ngoài luôn. Xanh với tím còn không chị yêu ơi, em còn xanh đậm nha chị yêu ơi. Còn được một bộ màu xanh đậm mà. Còn được một bộ màu xanh đậm nè, chị nước mắt hoa hồng ơi. Còn được một bộ mà màu xanh đậm. Có hàng tồn không bạn hả? Dạ chị Trần Dung ơi, không có hàng tồn nha chị yêu ơi. Còn màu xanh đậm luôn, chị nước mắt hoa hồng ơi. Giúp đi chị yêu ơi. Đẹp cực kỳ luôn, em bán bao rẻ luôn. Ở này mấy chị có thể ra thị trường tham khảo giá nha. Cái này mấy chị có thể ra thị trường tham khảo giá đi. Trời ơi, vậy của chị 4 bộ nha Ngọc ok chị Thùy Trang luôn. Em ghi cho chị Thùy Trang hết rồi. Còn một màu xanh đậm nha mấy nàng ơi. Màu hồng của Nguyễn Nhung đúng không? Đây em mặc màu xanh đậm như cho mấy chị coi. Màu xanh đậm nó phối với đen á, nó phối với ren đen á, nhìn nó sang lắm mấy chị. Rồi, vậy lấy luôn nha. Ok, chị nó khoác hoa hồng nè, em mặc vô cho mấy chị thôi thấy không? Nè, màu xanh nó đẹp cực kỳ luôn. Áo cánh tiên còn không chị còn luôn nha Lan Nguyễn nha. Áo cánh tiên mấy bạn muốn coi áo cánh tiên, muốn coi áo sơ mi tí xíu hộp phối áo sơ mi cho coi nha. Đây. Đó, chị nước mắt. Nước mắt hoa hồng nè, thấy không? Bao đẹp luôn, rất là sang. Màu xanh này lên bao sang luôn nha. Rồi, chị nước mắt hoa hồng em ok nè. Tâm Như. Chị ơi, có dùm ống rộng không ạ? À? Tâm Như ơi, dùm ống rộng thôi đi. Coi coi dùm ống rộng. Dùm ống rộng hiện tại bây giờ. Rồi, dùm ống rộng hiện tại bây giờ chỉ hết rồi. Hiện tại bây giờ chỉ còn set nè. Áo thun nè, quần legging nè ha. Còn set áo thun quần legging. Đấy em màu xanh chị Quỳnh Quỳnh hết nha em yêu ơi. Một bộ này 80k một bộ, hai bộ 150 nha mấy chị đẹp ơi. 80k một bộ, hai bộ 150 em nói rồi thấy không? Mấy màu này còn mấy toàn là mấy màu đẹp không à. Phương Si Sa ơi thấy em nha, em lấy gì comment ở đây giùm chị nha. Lấy gì comment ở đây giùm chị nha, Phương Si Sa nè. Ờ cái gì quên rồi, chị nước mắt đúng không? Rồi chị nước mắt hoa hồng quên đi. Rồi em còn mày đẹp lắm, Quỳnh Quỳnh nói hết nha bé yêu ơi. À, đợi chị inbox giá sĩ, chị không inbox. Ủa vậy hả? Cẩm Thu inbox cho chị giùm đi, nhắc chị mới nhớ chứ. Nhắc chị giùm cái thì chị mới nhớ chứ, bây giờ chị đâu có nhớ đâu.
Chị không nhớ tại chị lu bu quá chị quên á. Comment nhắc cho chị dùm nha, comment nhắc cho chị dùm cái chị báo giá cho nha Cẩm Thu nha. Nhiều khi tin nhắn nó trôi nữa chị không nhớ cái này gì quên rồi. Hương Nguyễn hả? À quên, Nguyễn Nhung. Cái bộ màu hồng Ngọc đang mặc là của Nguyễn Nhung đúng không ta? Đúng thì ok dùm Ngọc nha Nguyễn Nhung ơi. Nguyễn Nhung còn đó không? Rồi đây em lên bộ lưới cho mấy chị coi nha. Lên bộ lưới, trời ơi bộ lưới này vàng màu đỏ bộ lưới nha mấy chị đẹp ơi. Bộ lưới này thì giá nó hơi cao hơn chút xíu nha. Không thấy cái chỗ đây. À, đồ ngủ đẹp không? Em ơi em tự nhìn đi em. Nhiều khi em hỏi câu không biết trả lời làm sao luôn á thiệt á. Nhiều khi em hỏi chị không biết trả lời làm sao luôn á. Em đặt hai, em đặt đồ, em đặt hai màu. Em đặt màu đỏ với lại màu xanh. Cuối cùng em chốt chị màu đen. Trời, chị không biết lấy màu đen đâu ra chốt cho em luôn á. Xong rồi đồ ngủ hỏi đẹp không. Chị bán không đẹp chị bán làm gì em yêu. Không đẹp thì bán làm gì. Trời ơi phải đẹp thì mới chốt cho khách mình được chứ. Đây nha. Rồi trời ơi em lên màu đỏ cái bộ lưới này cho mấy chị yêu nha. Chị Thu Thái La Thị ơi, cái mẫu của em, những cái mẫu của em như thế này là mấy chị cao 1m55 là 60kg mặc vô tư nha chị yêu nha. 1m55 là mấy chị 60kg mặc vô tư nè. Mấy chị nhìn nè, thun nó có độ co giãn đã đời luôn nè ha. Thun nó có độ co giãn đã đời luôn nha. Áo trắng treo kia. Váy ngủ rồi em. Rồi đây nha, cái bộ này là bộ lưới phối ren nha mấy chị ơi. Mấy chị nhìn nè, ha, lưới phối ren mặc mặc cực kỳ mát trong cái thời kỳ này nha ha. Trong cái thời kỳ mà cái gì ta, thời tiết nóng được lên ngôi. Trời ơi tôi nói tối nó ngủ mà nó nóng thì thôi luôn rồi á. Cho chị một màu, cho chị một màu hồng xanh nha em. Chết cha chưa, một hồng một xanh hả? Rồi cái này một hồng một xanh, chị đổi màu khác giùm em nha. Mẫu em đang mặc hết nha chị yêu nha. Rồi ở đây nè em cho chị coi nè ha. Có like váy không em? Có luôn chị Hoa Anh Đào, chị thích em lên váy cho chị coi liền nha. Rồi cái mẫu này 60kg với chị mặc vô tư nha. Em lên cái này cái em lên váy cho chị Hoa Anh Đào coi nha. Chờ em 2 phút em lên váy cho chị Hoa Anh Đào coi liền. Rồi đây nha, cái này của em mấy chị yêu ơi, cái này là bầu bì bon chen vô tư luôn. Tại vì cái này là lưới nó có độ co giãn nha, lưới nó có độ co giãn 60-65kg là mấy chị mặc được hết nha. 60-65kg là mấy chị mặc được hết nha. Cái này ngực 100 mấy chị mặc cũng vô tư luôn. Có những màu này em ơi, ok chị Hương Sisa lấy giúp em màu đen. Ủa Ngọc Oanh ơi, chị đâu có màu đen. Mẫu này chị không có màu đen nha. Rồi Ngọc lên mấy màu cho mấy chị yêu coi nha. Này mẫu này, bộ này, bộ này của em 100 em bán cho bây giờ 120k đi. 120k nha. Cái này là 120k tại vì lưới nó hơi mắc hơn cái bộ phi nha mấy chị. Cái này 120k và em nói nghe nè mấy chị, lấy hai bộ đi, em giảm cho mấy chị 10k là còn một hai bộ 120k là 240-230 nha. Lấy hai bộ em giảm cho 5k là 10k là 230. Hai bộ 230, một bộ 120 nha tại vì lưới nó hơi mắc nha. Bộ lưới thun cho chị 3 bộ. Ok chị Thu Thái La Thị nha, em lấy 3 màu cho chị nha. Một hồng, một cam, một đỏ, một cam, một xanh nha. Chị Thu Thái La Hồng ơi, ok thì lấy được thì ok giùm em nha. Nguyễn Kim Anh 120 một bộ, Ngọc đảm bảo với mấy bạn cực kỳ đẹp luôn. Chị Thu Thái La Thị ơi, được thì ok giùm em nha. Rồi Nguyễn Kim Anh nè. Còn nhiều đồ hot mà rẻ lắm mấy chị ơi, mấy chị đừng có lo. Cái này giá em bán giá là bao thị trường luôn rồi á. 574 nha, 609 rồi. Cái này 120k thôi, trời ơi cực kỳ đẹp luôn. Rồi bộ hai váy, cái này bộ nha chị ơi, nó có quần trong luôn nha. Cái này là bộ nha, có quần trong ha. Tiếp theo, chị Thu Thái La Thị ơi, nghe em đọc không chị ơi, nếu mà được thì ok mà em. Rồi em lên màu nè, em được màu đỏ nè. Màu đỏ như em đang mặc nha, màu cam nè, màu cam ha. Màu cam tươi rất là đẹp luôn, màu cam. Với lại màu tím nha, màu tím là Ngọc còn một bộ thôi. Màu tím là Ngọc còn một bộ thôi, tím đậm còn một bộ. Cái này 65kg mặc được, bầu bì bon chen được luôn nha. Lấy hai bộ được không chị hả? Thảo Chuông, trời ơi Thảo Chuông ơi, chốt chính xác dùm Ngọc nha. Tại vì nhiều khi Ngọc chùa hàng cho bạn rồi, Ngọc không có để cho khách khác ha. Ngọc không có để cho khách khác mà đừng lấy màu đỏ à. Không lấy màu đỏ ok chị ơi, vậy em lấy cho chị màu tím nha. Vậy em lấy cho chị màu tím. Cái gì quên rồi, trời ơi tại vì Ngọc đã chốt cho bạn rồi á, không có để cho khách khác á.
thì ráng chốt chính xác giùm Ngọc nha, tại vì nhiều mẫu, ở đằng sau còn nhiều mẫu lắm, ở đằng sau còn nhiều mẫu lắm, cho nên là chính xác đổi màu nào đổi giùm Ngọc nha, đổi mẫu nào đổi giùm Ngọc một lần nữa thôi để Ngọc bán cho khách mẫu qua rồi ha. Rồi đây em cho mấy chị coi, không phải váy tại vì em mặc nó dài, mấy chị trong đây nó có quần nha, nè có quần, quần cái này mấy chị 65kg mặc vô tư luôn, tại cái vải ren của em nó có độ co giãn đã đời luôn nha, đó nó co giãn đã đời luôn, mấy chị thấy không, rất là đẹp, mặc bao mát luôn. Cái này là bầu bì bon chen được luôn, ngực 100 mặc vẫn được, 65kg mặc vô tư nha. Ok ok chị Thu Thái La Thị nè, Thu Thái La Thị ha. Rồi chị em 2 phút em chốt đơn nha, chị Thu Thái La Thị nè. Rồi 0127434646 0127434646 ha. 2 bộ là 230, 1 bộ 120k. Rồi quá đẹp luôn nha. Chị nào chốt màu nào nhanh tay giùm em nha, chốt màu nào nhanh tay giùm em. Cái mẫu này á còn ít lắm, cái mẫu này số lượng còn ít lắm mấy chị yêu ơi. Rồi chị Thảo Trương ơi, đổi cái nào chốt lại em chị đi, 120 một bộ nha, đâu có đâu, nghỉ bán là bán hôm nay, bán cái này 64kg 1m58 chị yêu ơi. Cái này em bao chiều, em bao cân nặng cho mấy chị luôn, nếu mấy chị không mặc vừa gửi lại cho em ha, nếu không mặc vừa gửi lại cho em nói thiệt, rất là đẹp luôn, chỉ cần chị tiền ship thôi. Rồi bộ lưới thun cho chị 3 bộ rồi nha, em chốt cho chị rồi, màu đỏ Nguyễn Thi Minh Ngọc ok nè. Thảo Trương chốt lại chính xác giùm chị nha, một đen chị Đào Hoa nó không có đen, không có đen nha. Rồi bây giờ Ngọc còn lại được màu đỏ với lại một bộ màu cam nha, màu đỏ với lại một bộ màu cam nha, màu Ngọc hết rồi. Nhớ chị Ngọc giờ mới thấy chia tay Valen rồi hả chị? Đúng rồi em yêu ơi, chị chia tay Valen rồi nha hả Thị Nguyễn ơi. Rồi một tím chị Đào Hoa chết cha vô chùa tím cho chị yêu kia rồi. Còn đỏ không mà bây giờ ai lấy đỏ comment giùm em nha. Chị Thùy Trâm ơi lấy đỏ được không chị? Màu xanh cái này chắc ngày mai em trả cho. Màu thì chắc ngày mai em trả cho, bây giờ hiện tại em còn đỏ. 70kg chị Lan Đào ơi, cái này 70kg chị cao giùm em 1m6 trở lên giùm em nha. Tại vì 70kg cái form chị gọn gọn mà cái này nó co giãn rất là đã luôn ha. Với chị này form chị gọn gọn giùm em là ok. Rồi chị Hương Si Sa chị một đỏ một xanh 120k em nhé. Chị một đỏ một xanh 120k em nhé. À bộ màu chị, mấy chị ơi bây giờ hiện tại em còn một đỏ một, mà em còn màu đỏ với lại một bộ màu màu cam, chị mấy chị chốt giùm em đi, ai thích thì em. Rồi Giao Giao một đỏ Ngọc ok nè, Phương Linh một đỏ Ngọc ok nè. Bây giờ ai chốt màu đỏ trước, em chốt màu đỏ trước, ngày mai em về em trả cho mấy chị màu khác nha. Một đỏ nè, Giao Giao một đỏ nè, 1 0 0 1 2 2 5 8 4 8 9 4 7 120k nha. Rồi màu em trả sao nha mấy chị nha, màu em trả sao nha. Phương Linh nè, Phương Linh nha, màu đỏ đi, chốt màu đỏ trước đi, mà ngày mai em trả màu sao. 8 9 0 4 4 8 hàng em vẫn giữ cho mấy chị lựa thêm được nha, mấy chị vô tư luôn, em vẫn giữ cho mấy chị lựa thêm được nha. Rồi có những màu gì về em 70kg rồi em trả lời rồi nha. Đỏ ai chốt đỏ chị Mai Đào một đỏ Ngọc ok luôn nè. Chị Mai Đào nè, một đỏ nè, 0 1 2 6 8 1 6 1 7 2 8 nha. 1 6 1 7 2 8 này 120k. Trời ơi cực kỳ đẹp luôn mấy chị yêu ơi, đừng nói tới mức độ Nguyễn Thùy một đỏ một ok nè. Hết màu rồi, tại vì hôm nay không biết sao nó gửi cọc này cho em có màu này không á chứ, chứ không là nhiều màu lắm, mỗi cọc mãi 10 màu luôn á. 0937113485 cái này ngày mai phải khiếu nại mới được, mấy chị thông cảm giùm em, ngày mai em lên cho bộ 80k. Còn những món nào ok chị Hương Sisa chị em tí xíu, bộ 80k em còn mấy bộ nè. Thảo Phạm Ngọc ok nè, Thảo Phạm nè, chết cha Thảo Phạm rồi, đúng rồi Thảo Phạm còn bộ Ngọc Ngọc đang mặc. Rồi còn một bộ màu cam nha, còn một bộ màu cam, ai thích mẫu này ngày mai Ngọc chốt cho nha, ngày mai Ngọc chốt màu cho nha. Thảo Trương ơi, Thảo Trương ơi em đổi cái gì nè, em chốt lại màu giùm chị chứ chị chưa biết em đổi gì nè. Một đỏ một xanh bộ 80k vô sao chưa có. Một đỏ một xanh chị Nguyễn Thùy, vậy một đỏ một xanh chết cha chưa. Một đỏ một xanh cái mạng này, cái này đẹp quá mấy chị yêu ơi. Đẹp quá, em còn một cái này chắc ngày mai em trả cho mấy chị sau nha. Cái này ngày mai Thảo Phạm đúng không ta, Phạm Thảo nè. Phạm Thảo, cái này ngày mai chắc Ngọc trả cho mấy chị sau nha. 0 1 6 6 9 2 1 7 217 nha, 217 nè, 634 120k. Chị Phạm Thảo chưa chốt đúng không ta? À, đúng không? Rồi ok, chị Phạm Thảo chưa chốt nha. Rồi Ngọc còn một bộ màu cam thôi nha, Ngọc còn một bộ màu cam thôi nha. À, bộ ngủ với em, đồ bộ hay váy ngủ với em, dạ chị yêu ơi, cái này là bộ nha. Cái này là bộ nha. Mạng em yếu quá hả, nó bị giật giật không mà. Rồi cái này chắc Thảo Chu ngày mai lựa cái khác giùm chị nha, chị đổi cái của Thảo Chu ra ha. Chị đổi cái của Thảo Chu ra.
Thôi rồi. Vậy em 2 phút nha, Thảo Trương. Hiện tại em còn được mấy màu của Thảo Trương nè? Thùy Trang. Đây em còn một bộ màu này nha, hai mẫu mà đầu tiên em mặc là em còn màu gì tôi quên là tự nhiên nó là màu vàng đồng với lại màu xanh lam nha. Màu vàng đồng với màu xanh lam nha. Màu vàng đồng với màu xanh lam. Rồi. Thảo Trương nữa đâu rồi? Một cái Thảo Trương nữa đổi màu gì nè? Phương Mì đây. Thảo Trương một bộ màu hồng nữa. Thảo Trương còn một bộ màu hồng nữa. À, mình được hàng không chị Thùy Trâm hả? Chết cha, chị Thùy Trâm lấy màu gì vậy? Em đâu thấy đâu. Không có nha. Rồi Ngọc còn một cái màu cam thôi nha. Mai lấy màu nha chị. Gà quay Mai lấy màu nha chị hả? Mai lấy màu gì em yêu ơi? Nè rồi Ngọc còn một bộ màu cam nha mấy chị yêu nha. Em còn một bộ màu cam nè. Ai thích nhanh tay comment màu cam lên cũng dễ thương lắm nha. Em lấy Ngọc Oanh lấy xanh lam hả? Rồi Ngọc Oanh cho Ngọc xin lại số điện thoại đi em yêu ơi. Lấy xanh lam thì kèm theo số điện thoại liền giùm chị nha. Lấy xanh lam thì kèm theo số điện thoại liền giùm chị chứ để hết. Rồi nha. Đây. Đó màu cam nè, rất là dễ thương luôn, màu cam pha trắng nha. Cái này 60kg mấy chị mặc vô tư 65kg cũng được luôn nha. Đó, Ngọc còn một bộ màu cam. Cái này mẫu này mà ai thích màu nữa thì ngày mai em trả nha. Cái mẫu này mà ai thích màu thì ngày mai em trả nha. Đó. Đây. Rất là đẹp nha mấy chị yêu nha, rất là đẹp luôn. Em bao ký cho mấy chị luôn ha, những chị nào to mặc cái này bao đẹp luôn ha. Cái này form cực kỳ đẹp luôn, form này là bao ký hết cho mấy chị luôn nha. Hello Thùy Dung nha. Rồi lấy màu xanh lam, Ngọc Anh comment lại giùm chị Ngọc màu xanh lam đi ha. Ngọc còn được một bộ màu tím nè, một bộ màu tím và một bộ màu gạch nè ha. Một bộ màu tím và một bộ màu gạch nè ha. Màu vàng đồng chứ màu vàng đồng nha. Mẫu nào em lấy màu cam, mẫu này em lấy màu cam hả? Gà quay, mẫu nào em lấy màu cam nè. Sao chị lấy cam rồi? Ok chị Quỳnh Hoa cho em xin số điện thoại luôn chị yêu ơi. Kèm theo số điện thoại giùm em nha mấy chị đẹp nha. Kèm theo số điện thoại giùm em luôn. Đồ ngủ mà em ra toàn lấy mấy màu đẹp không à ha, ra mấy màu đẹp không à. Dạ chị yêu ơi, tùy bộ nha, sẽ có bộ 80k và có sẽ có bộ 120 tùy bộ nha. Lưới như này là 120 nha, và hạ tiết nữa ha, tí xíu nữa, nhưng mà nói chung là nó cũng cỡ 120 đổ xuống thôi, không có nhiều đâu nha. Ngọc Oanh là Ngọc ok nè, Ngọc Oanh chị Ngọc ok nè. Rồi chị Quỳnh Hoa cho em xin số điện thoại luôn nha. Ngọc Oanh nè. À, Ngọc Oanh ha, 0988076301. Ở này 80k. Rồi Thảo Trương ơi, cái này chắc ngày mai chị trả em nha. Em lấy màu gì chốt lại em chị, ngày mai chị trả nha. Rồi bộ cam như em 120 một bộ nha chị Quỳnh Hoa ơi. Cái này 120 một bộ nha chị nha. Này 120 một bộ rồi. Ai chốt thì nhanh tay chốt giùm em qua mẫu luôn cho mấy chị yêu coi ha. Em qua mẫu luôn. Khi nãy kêu màu đỏ với màu xanh mà hả chị? Màu đỏ với màu xanh hả? Màu đỏ với màu xanh em tạm hết chứ nói gì. Chị Thùy Trâm nè, màu đỏ với màu xanh cho em xin lại số điện thoại đi chị yêu ơi. Chị Lan Đào, chị Lan Đào lấy màu gì vậy ta? Chị Lan Đào đây lấy màu gì đây? Trời ơi, xem không thấy comment nhỉ? Thấy số điện thoại à? Không thấy chị Lan Đào. Chị Lan Đào ơi, lấy gì comment lại giùm em nha. Còn chị Thùy Trâm nè, đỏ với xanh, lưới đỏ với xanh đúng không? Cho em xin lại số điện thoại nha. Chị Thùy Trâm em ghi lại đây cái. Chị Thùy Trâm nè, cho em xin lại số điện thoại nha. Lưới đỏ cộng xanh ha. Rồi ok chị yêu, bạn Mai chọn cũng được, cho chị Quỳnh Hoa chút đi. Ok à, quay nha, cho chị Quỳnh Hoa nha. Bộ cam chị Quỳnh Hoa chưa cho chị số điện thoại bé yêu ơi. Chị Quỳnh Hoa chưa cho chị số điện thoại gì, chị chốt cho gà quay nha. Chị chốt cho gà quay nha. Không, chị Thùy Trâm nè, 0165869 2962. Ok chị yêu, lúc này ngày mai Ngọc trả nha. Cái này ngày mai Ngọc trả, tại vì giờ tao không biết gửi cục này toàn màu đỏ không à. Rồi chị chốt cho gà quay nha. Này chị chốt cho gà quay để chị đi đơn cho em luôn nè. Đơn của em chị giữ bữa giờ rồi đó em yêu. Đơn của em chị đi chưa ta? Đơn của em hình như là chị đi có đồ à, có đồ lưới không chị? Đấy Ngọc Châu ơi, đồ lưới chị mới lên nhưng mà hết rồi nha. Đồ lưới chị mới lên nhưng mà tạm hết rồi, để em lên cái này cho mấy chị coi. Cái này gì của ai quên rồi, Hiển Nhung. Rồi em lấy đó chốt hàng cho em. Ok gà quay luôn nha Ngọc, ok gà quay ha. Rồi còn giữ bịch của gà quay ở đây luôn ha. Chị ghi lại số điện thoại đi cho chắc ăn, nhiều khi giữ mà hả không có số điện thoại nữa. 0165216521170102. Rồi chị Ngọc ok, cảm ơn gà quay nhiều nha. Rồi em lên đồ bộ nha, em sale cho mấy chị sạch sàng, mấy chị cứ yên tâm sale sạch sàng cho mấy chị luôn. Đâu rồi đồ ngủ đây có cái mẫu này giá hơi cao.
nha, nhưng mà không sao. Đây sale cái này luôn, sale cái này luôn, sale cái này luôn. Có ai thích đồ bộ mà dạng Mickey như thế này không? Có đồ bộ Mickey như thế này rất là dễ thương luôn, chưa? Chưa, để em đặt thêm đã. Dạ rồi, ok. Đặt thêm hả? Có đồ 60kg không em? Chị yêu ơi, hôm nay em lên đồ ngủ nha. Nhưng mà đồ ngủ của em đặc biệt với mấy chị là 60kg, mấy chị mặc vô tư. 65kg, những chị nào 65kg cao 1m55 trở lên, 1m6 trở lên dùm em là mặc ok hết nha. Để em kéo giùm chị coi. Đừng có nhìn cái khác, nhìn cái dây kéo dùm em nha. Nhìn cái đồ em kéo, đừng nhìn chỗ khác. Nhiều khi em đưa ra nó hơi ấy. Đây ha, coi dạng đã đời luôn nè. Co giãn đã đời luôn mấy chị ơi, với lại lưới nữa ha. Mấy chị nào mà to to mà sợ mặc phi không vừa là mặc lưới đi nha. Lưới của em, lưới này là lưới mềm, lưới co giãn nha. Đó, lưới mềm, lưới co giãn mặc đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Hàng là hàng em tuyển không á. Đây cái bộ này, thấy không mấy chị yêu ơi, cái bộ này em sale 90k nha. Có mút ngực này mặc lên rất là dễ thương ha. Bộ Mickey này em sale 90k, mua cho con nhỏ đẹp mang cũng được, còn không mấy chị mang cũng vô tư luôn, rất là dễ thương. 90k nha, 90k. Chị Đào Hoa Anh ơi, sao không thấy ta? Chị Đào Hoa Anh ơi, không lên đấy hả? Có em lên liền, em lên liền đấy chị yêu ơi, đang tìm đây. Cái này là còn một bộ cho nên em cầm lên em sale luôn. Sale 90k bộ Mickey nha, ai thích bộ Mickey thì comment giùm em nha. Rồi đây váy nè, váy là Ngọc còn mấy cái mẫu này nè. Cái mẫu này bây giờ em sale cho mấy chị, váy này á, hôm nay em sale cho mấy chị 90k luôn. À, giao giao Mickey hả? Rồi ok, Mickey lấy cho giao giao luôn nha. Rất là dễ thương nha mấy chị ơi, cái bộ Mickey nè, quần nè, Ngọc còn một bộ nha, Ngọc còn một bộ nữa nha, ai thích thì comment nha. 90k em sale 90k luôn, cái này ở ngoài thị trường bán tới 140 lận nha, em sale 90k luôn cho giao giao nè. Cho giao giao nè. Trời ơi, đồ ngủ em còn nhiều mẫu đẹp lắm mà em chưa dám về đó mấy chị. Giao giao 90k Ngọc ok. Đây đầm nha, đầm này hôm nay em sale cho mấy chị, đầm này đầm hoa in 3D của em. Hôm nay cái này bình thường em bán tới 120 lượng, hôm nay em sale cho mấy chị 90k luôn. Hôm nay em sale cho mấy chị 90k luôn. Hương si sa tí rep inbox nha. Ok Hương, Hương nha, Ngọc ở Biên Hòa Đồng Nai. Những bạn nào ở Biên Hòa Đồng Nai có thể ghé nhà Ngọc, Ngọc cho coi và thử luôn nha. Còn có thể ghé cho coi và thử luôn à, để em biết em đặt tiếp. Có nha Thảo Chương ơi, Ngọc nói không nghe hả? Cái này chắc mạng yếu quá, cái này chắc mạng yếu quá. Có tên không là chị Ngọc ok nè, có tên không ha. Đầm, đầm em sale cho mấy chị nha. Hôm nay đầm em sale cho mấy chị 90k luôn. Mấy chị lấy 2 bộ em bán 170k luôn. 90k một cái đầm thôi. Lấy hai cái đầm em sale cho mấy chị 180k hai cái luôn nha. Cái gì quên mất tiêu rồi đây. Trời ơi em còn mấy cái bộ đẹp lắm đó. Tại vì nó còn lẻ á, nó còn lẻ sai á. Ủa bộ mít khi này tới á. Dữ ta. Không, 1698912911 ha. Rồi à, chị cho địa chỉ cụ thể đi chị. Chị ở trường cấp 3 Ngô Quyền nha bé yêu ơi. Chị ở trường cấp 3 Ngô Quyền nha. Rồi đây nha, đầm này. Đầm này em sale 90k hai cái mà, hai cái 100 gì quên là 170k nha. Đây đầm đây, chị đã lúc nãy hỏi em đầm đây. Cái này nó cũng có dây tăng đơ cho mấy chị chỉnh luôn nha, chỉnh thoải mái luôn. Rồi đây. Ok nha, bộ này 90k. Bộ này 90k một bộ nha. Mấy chị lấy hai bộ em để cho 170k luôn, chính đúng rồi 18. Để cho 170k luôn nha, hai bộ 170k. 90k một bộ, chị ở trường cấp 3 Ngô Quyền nha, trà sữa gen ngay chỗ Biên Hùng đi lên á. Trà sữa gen ngay chỗ Biên Hùng đi lên á. Rồi đây nha, cái này 90k một bộ nha mấy chị yêu ơi, hai bộ 170k luôn nha. Hai bộ 170k em còn màu nè, em tô màu cho mấy chị coi ha. Đâu rồi? Một nè, hai nè, đây còn ba bộ nha. Hiện tại là em còn ba bộ nha mấy chị yêu ơi, em còn ba bộ nha. Một bộ in hoa như thế này, một bộ hoa nhí như thế này. 170k hai bộ nha mấy chị ơi. Comment có bị ổn không vậy ta? Sao em không thấy comment nào hết trơn vậy ta ha?
một bể mít không bao nhiêu là sao ta? Chị Thu Bảo comment lại giùm em nha, em chưa hiểu nha. Mấy chị ơi, có bị ổng comment không? Mấy chị comment lại giùm em nha. Ai coi được comment lại giùm em thử coi em thấy mấy chị không nha. Comment cho em dấu chấm thử coi em thấy mấy chị không nha. Cái này 90k chất vải cực kỳ đẹp luôn mấy chị yêu ơi nè. Đầm lên rất là xinh luôn á, màu hồng nè ha, màu hồng. Lên cực kỳ xinh luôn. 90k một cái đầm thôi. Đây. Nha. Cái này 90k nha, hai đầm em lấy 170 nha, 90k hai đầm em lấy 170, hôm em mới về em bán 120 lượng á, 120 một đầm lượng ha. Hai cái này hôm mới về em bán 120 nha. Đó. Hoa nha. Thấy không? Hoa rất là xinh luôn. Nha mấy chị yêu ơi, cái này 60 kg đổ xuống là ok luôn nha. Rồi, nói mít bao nhiêu ký một bộ? Nói mít ký. Bao nhiêu một? Bộ mít kia bao nhiêu một bộ hả dạ chị yêu ơi? Bộ mít kia em hết rồi nha, bộ mít kia em hết rồi nha. Rồi bây giờ nếu bị bộ mít kia đó là em để 90k nha, bộ mít kia đó em để 90k ở ngoài ta bán 150, không em để 90k là giá lỗ luôn rồi á. Rồi không thích cái bộ này em qua mẫu ha, cái bộ này mấy chị không thích thì em qua mẫu luôn nha. Cái này ha, cái này em lên cái họa tiết như thế này thì nó giá hơi cao tí xíu. Cái này set bộ mấy chị yêu ơi, set bộ được không? Set bộ này cũng 90k luôn, tại vì cái họa tiết này giá của nó hơi cao hơn nha. Set bộ này 90k nhưng nó hơi cao hơn so với em ở đây thôi, nhưng mà thật sự là ở đây ha, chị đào hoa anh lấy hoa ha, lấy hoa hồng đúng không chị yêu ơi? Chị lấy hoa hồng đúng không chị? Đúng thì ok giùm em nè đó. Nhưng mà thật sự là trên thị trường là giá nó đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Đây nha, nó phối ren rất là đẹp, ở đằng sau lưng nó cũng phối ren luôn nha mấy chị, ở đằng sau lưng nó cũng phối ren luôn. Hiện tại là em còn được hai bộ nha, hiện tại em còn được hai bộ. Ok chị đào hoa, ok chị đào hoa anh nha. Đây Ngọc còn được hai bộ nha, này hai bộ 90k một bộ, hai bộ 170 luôn nha, hai bộ 170 luôn. Cái này là bộ luôn nha, cái này là bộ. Bộ rất là dễ thương nha, ở đằng sau lưng nó phối ren nè, mấy chị thấy không, ở đằng sau lưng nó phối ren nè. Đó, có dây tăng đơ chỉnh đàng hoàng luôn ha, có dây tăng đơ là chỉnh đàng hoàng luôn. Đúng không? Rồi. Ok mấy chị yêu luôn. Em còn được hai bộ nha, em còn ở mẫu này em còn được hai bộ, hai bộ 170k luôn nha. Hai bộ này 170k, chị nào thích chốt giùm em hai bộ này nha. Rồi, em có váy lưới không chị Đào Hoa Anh? Váy lưới em hết rồi nha chị yêu ơi. Đơn của chị gửi chưa? Tiết Kim, chị Tiết Kim ở đâu của chị hả? Tiết Kim ơi, đơn của chị chốt chưa? Nếu mà chốt rồi thì em đi rồi nha chị. Chốt rồi chắc em đi rồi nha. Nè. À, cái này 170k hai bộ nha. Cái này 170k hai bộ nha mấy chị đẹp ơi. Đó. Họa tiết hoa nha, họa tiết hoa. Rồi, không thích hả? Mấy chị không thích cái mẫu này hả? À, đơn của không thích mấy cái mẫu này hả chị yêu ơi? Mấy chị không thích cái này thì comment giùm em nha. Rồi cái này nè. Em có cái này 50k. Cái bộ này giá nó hơi cao nhưng mà em xe được rồi. Em còn một cái này. Đồ ngủ đỏ nè. Đây em còn một bộ này nha. Bộ Ngọc đang mặc 90k một bộ nha. Bộ mặt Ngọc Mai Võ ơi, bộ Ngọc đang mặc là 90k một bộ nha. Cho bộ Ngọc đang mặc là 90k một bộ, mà lấy hai bộ là còn 170 nha. Lấy hai bộ là còn 170, Ngọc chỉ còn ba bộ thôi. Nếu mà lấy luôn thì Ngọc sẽ để lấy ba bộ luôn, Ngọc sẽ để giá 180k một bộ nha. Mẫu đang mặc 67 kg vừa không em? Lấy hai bộ. Có tên không lấy hai bộ luôn đúng không chị yêu ơi? Xanh chị mặc còn không? Còn nha Phạm Thảo ơi, xanh chị mặc còn không? À, có tên không ơi, chỉ còn ba màu nha. Em lấy màu gì comment màu giùm chị nha. Nè chị còn màu này nè. Ha. À, cái này nha, số 1 nè. Cái này số 2 nha. Cái Ngọc đang mặc là số 3 nha. Chị nào lấy chốt giùm Ngọc nha. Bận họa tiết xem nào. Mình bánh mì ở đây nè, cái đang mặc hả? Rồi ok. À, xanh chị mặc chết chưa Phạm Thảo? Chị hết nha Phạm Thảo nha. Có tên không là lấy xanh Ngọc mặc với lại bộ nào nữa đây? À lấy với lại bộ này nữa nè. Lấy lại bộ này đúng không? Rồi, cái này Ngọc còn một bộ luôn, Ngọc để 70k luôn nha. Phạm Thảo chị Ngọc lấy xanh hết. 60 kg sợ mặc. À,
số mấy, 60 cái chị ơi, cái này em không có số nhưng mà 60 cái chị mặc vô tư luôn nha nè. Cái này em kéo ra cho chị coi nha, nó co giãn dữ lắm nè. Nó co giãn vô cùng luôn, thấy không chị? 60 kg là chị mặc vô tư luôn, quần thì ở bên nói quần quần nó là quần lưng thun, 60 kg mặc được hết nha. 67 kg có vừa không vậy chị ơi? 67 kg chị cao 1m65 trở lên giùm em nha, 1m65 trở lên. Nói chung là cái body mình nhìn gọn gọn tí xíu là ok, tại cái này nó là thun ha, nó có đồ co giãn đã lắm nha. Hello Thanh Thanh nha. Rồi có tên không lấy bộ ngọc đang mặc chiếc bộ trong này ha. Có tên không? Có tên không? Cái này hai bộ là lúc nãy Ngọc nói nhiêu, 170k hai bộ nè. Một cái bịch có tên không nữa rồi. Cái bộ này còn một bộ cho nên là Ngọc để lại 70k luôn nha. Có tên không nè. Phạm Thảo ơi, Phạm Thảo ơi, lấy cho chị Ngọc xin lại số điện thoại đi, ngày mai chị gọi cho bạn này, không được thì chị để lại cho em nha. Chứ cái bộ này bạn khác lấy rồi ha, cái bộ này bạn khác lấy rồi. Đây đầm Ngọc còn một cái đầm này luôn nha. Đầm thì Ngọc còn một cái đầm này Ngọc sale 100k luôn nha. Cái đầm này Ngọc sale 100k, hàng mắc tiền nha, hàng mắc tiền rất là đẹp luôn. Mấy chị cầm vô vải, cái này là mấy chị nếu mà mấy chị nhìn không thì mấy chị không biết. Vải ở đây em cầm vải thì em sẽ báo cho mấy chị biết là mấy chị cầm vô vải thì nha. Cái này em sale 100k ha, em sale 100k. À, bận xem nào ok chụp hình bánh mì nha. Em sale cái này 100k nha. Đầm. Còn 3 cây đầm. Rồi, Phạm Thảo ok, Phạm Thảo này chị Ngọc ok nè. Cái này Phạm Thảo ngày mai mà có tên không, không nghe máy thì chốt cho Phạm Thảo nha. Phạm Thảo 016692 016692 17634 90k. Rồi. Rồi ok, em bận cái này cho mấy chị coi nha. Em bận cái này cho mấy chị coi. Còn một bộ nha. Cái bộ giống em đang mặc em còn cái màu hoa này nè. Chị nào thích em để lại cho 80k luôn nha. Nói lộn. Chị nào thích em để lại cho 80k luôn nha. Nè, hoa in 3D rất là đẹp luôn. Hoa vàng in 3D ở đằng sau phối ren nha, ở đằng sau phối ren. Lấy bộ đang mặc màu xanh nha, chị Ngọc ai bỏ em hết nha chị nha. Rồi. Đây. Bộ màu hoa này nha, hoa này rất là đẹp luôn. Rồi em còn một bộ màu hoa in 3D như thế này nữa, chị nào thích nhanh tay comment em để 80k luôn nha. Ủa. Này, còn một bộ luôn, em bán hết luôn để em sale nha. Đó, còn một bộ màu hoa như thế này nha, hoa rất là đẹp ở đằng sau phối ren nha. Ở đằng sau phối ren ha, qua khẩu luôn. Alo. Dạ. Dạ dạ. Chị đứng trước trường Ngô Quyền đi, em lên giao cho. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ rồi ok chị. Rồi bộ này em sale 100k nha. Cái này chắc em lấy về thêm em bán, chứ thật sự là bộ này rất là đẹp luôn nè mấy chị. Bộ này khá đẹp luôn và chất vải cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi nha. Đâu rồi? Đây chị Huỳnh bánh mì chốt em ok nha. Ủa chị Huỳnh bánh mì lấy cho chị hả? Chị Huỳnh bánh mì lấy bộ màu vàng đúng không? Chị Huỳnh bánh mì lấy bộ màu vàng lúc nãy đúng không? Nãy Thanh Tâm mới lấy, chị gom lại hết mai ship ok Thanh Thanh nha. Cái này cái áo của em và đợi thứ ba. Cái này thứ ba chị mới ship cho em được nha bé yêu nha. Thứ ba chị mới ship cho em được nha. Chị Huỳnh bánh mì lấy cái bộ màu vàng đúng không chị? Chị Huỳnh bánh mì lấy bộ màu vàng hay lấy bộ màu đỏ em đang mặc? Dạ giờ chị chốt lại giùm em nha, tại vì em chưa có kịp. Chốt lại giùm em lấy bộ màu vàng hay lấy bộ màu đỏ. Comment lại giùm em nha. Đào Hoa lấy bộ màu đỏ rồi kìa. Rồi. Em lấy hả? Ngọc Anh. Đâu rồi? Đâu rồi? Lốt chạy cho em với. Ôi ôi rồi rồi, không được, đi ra nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Hỏa tiết vàng, ok chị Huỳnh bánh mì hỏa tiết vàng ha. Chị Huỳnh bánh mì hỏa tiết vàng này em ok. Ủa cái gì vậy ta? Ôi Ngọc còn tới 2 bộ hỏa tiết vàng lẫn chị yêu ơi. 2 bộ này lận cho nó là em bán giá này được. Chị yêu ơi em còn được 2 bộ luôn nha. Đào Hoa Anh chốt cho chị nhé. Ok chị Đào Hoa Anh nha. Lấy chị đỏ rồi. Ok ok ok. Chị em hai tí, chờ em tí xíu nha. Cái này của cái gì quên rồi.
Cái màu xanh này lúc nãy là của ai quên rồi, nhỏ tinh trang. Ủa quên, không có tên chứ. Không rồi, không có tên nó đâu rồi. À có tên không nè. Ok, chị Đào Hoa đọc chốt cho Đào Hoa Anh nha. Nè. Rồi có ship cả ba chị em có nha. Chị Huỳnh Quế Anh ơi, hai bộ giống nhau không? Không nha chị Huỳnh, là chị Bánh Mì ơi nè, hai bộ khác nhau. Cái bộ này là bộ màu xanh, màu vàng lúc nãy em đang mặc nè. Màu vàng lúc nãy em đang mặc nha. Còn này là màu vàng này nè. Đó, màu vàng này là màu vàng tươi mà. Hai bộ khác nhau nha. Trời, lúc nãy tự nhiên quên. Thanh Thanh, vậy khi nào ship nhắn tin em nha. Ok, thứ ba chị ship á. Thứ ba có áo luôn cái chị ship nha. Rồi, hai bộ không giống nhau nha chị. Cái này bộ màu vàng này, vàng của Ma Đê là rất là đẹp nè. Thấy không? Vàng này là sáng da vô cùng luôn, màu này sáng da vô cùng luôn. Ha, có váy lưới với em chị Đào Hoa anh ơi, váy lưới chị cho em ngày mai nha, váy lưới ngày mai nha. Gửi chung với áo vôn, áo quần cờ nha em yêu ơi, màu đỏ chị chốt cho khách rồi nha bé yêu nha. Màu đỏ chị chốt cho khách rồi. Chị yêu ơi, lấy hai bộ đi. Lấy luôn hai bộ giùm em nha, lấy luôn hai bộ giùm em nha. Tại lúc nãy em tưởng còn một bộ em mới sale giá đó được nha, còn hai bộ em không có sale giá đó được ha. Còn hai bộ em không có sale giá đó được. Rồi đâu rồi? Ok, ok chị Huỳnh Bánh Mì nha. Rồi lấy cho chị Huỳnh Bánh Mì luôn. Chị quên rồi ta. Đây em chốt cho chị Đào Hoa Anh cái này, cái chốt cho chị Đào Hoa Anh cái màu đỏ này. Chị Đào Hoa Anh nói này là chị lựa thêm giùm em nha. Đâu rồi cái bịch? Đi chị Đào Hoa Anh em còn nhiều lắm nha mấy chị nha. Chờ em 2 phút. Rồi, Đào Hoa Anh. Chị yêu ơi, cái này ngày mai 7 giờ em like nha. 7 giờ em like ha mấy chị nha. Rồi, chị Đào Hoa Anh nè, 0988748602100k. Rồi chị Đào Hoa Anh, mấy chị yêu ơi, em có cái mẫu đầm này nè. Có cái mẫu đầm mà dạng như đầm ha, cái mẫu là đầm phi luôn nhưng mà nó không có quần, nó lại có xịp ren rất là đẹp luôn. Nhưng cái mẫu đó nó hơi cao một tí xíu. Cái mẫu đó là nó bao nhiêu ta? Nếu mà quý chị thích đó, em lấy về cho quý chị coi em like. Ở ngoài là ta bán 200, lấy về thì em sẽ like 180 luôn. Thôi like cho quý chị 170 luôn đi. Lợi ích rất là được rồi, lấy khách được rồi. 170k nhưng mà cái đó cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Ở đằng sau nó phối ren nha, ở đằng trên nó ren, với lại một cái xịp ren, nó kèm theo một cái xịp ren chung cho mấy chị luôn, rất là đẹp nha. Nhưng mà giá nó hơi cao cho nên là em không chưa có lấy về. Hỏi ý thôi mấy chị, có mấy chị thích không em lấy về em like cho mấy chị coi ha. Dạ đúng rồi chị ơi, em like tối nha, tại sáng là không kịp. Đầm đỏ chị hết nha mấy yêu nha. Chị Đào Hoa Anh đầm đỏ nè, Ngọc ok nè. Rồi, em chốt cho chị gì quên rồi. Chị Huỳnh Bánh Mì ha. Ok, chị Huỳnh Bánh Mì nè, chị Huỳnh Bánh Mì, em lấy cho chị Huỳnh Bánh Mì nè. Ủa có ghi chữ Huỳnh Bánh Mì chưa trời. Huỳnh Bánh Mì đây. Chị Huỳnh Bánh Mì nha. Hai bộ này của em lúc nãy em nói nhiêu ta, sale 170k nha. Rồi Duyên Hoài lấy đi chị, si nào la cái đó hả? Rồi ok mấy chị yêu luôn. Cái mẫu đó cực kỳ đẹp luôn mà em chưa dám lấy về thôi, tại giá hơi cao. Giá của nó vải nhưng mà vải cực kỳ đẹp của em lời rất là ít luôn. Ngày mai Ngọc lấy về cái đó một ri cho mấy chị coi nha. Ngày mai nhớ đón coi, ngày mai nhớ bật heo theo dõi em nha. Lấy về la đi chị mua cho. Cảm ơn chị Loan Đặng luôn. Trời ơi, nó kèm cái xịt ren mà em nói em nhìn còn ghiền nữa chị. Màu lên quá đẹp luôn. Ngày mai mấy chị nhớ đón coi nha. Nhớ đón coi, tại vì em lấy về trước cùng em lấy về trước một ri, em like thử cho mấy chị thích thì em lấy về nhiều cho mấy chị coi ha. Chị đang mang đầm, chị đang mang hết cho mấy yêu ơi. Cái này á mấy chị có thích không, ngày mai Ngọc lấy về thêm một ri, tại cái mẫu này rất là đẹp nè. Ngọc mặc Ngọc còn thấy đẹp nữa ha, rất là đẹp. Nó ôm cái bầu ngực đã đờ luôn, bao đẹp luôn, mà chất vải của nó thì đừng có nói tới mức độ ha. Rồi ngày mai em lấy một cái ri kia về cho mấy chị coi, chỗ cái ri đó em mặc em còn ghiền nữa mà nha. Rồi đây chị Huỳnh Bánh Mì, từ để em cột bịch cho chị Huỳnh Bánh Mì đã. Lo tám quá. Trời ơi, tám mới rớt cái áo đâu rồi. Rồi, chị Đào Hoa Anh ơi, cái này hả, chị muốn chừng nào gửi thì em gửi cho chị chừng đó thôi nha. Nếu mà chị muốn giữ để lựa thêm thì em cũng sẽ giữ cho chị 2-3 ngày để chị lựa thêm. Còn không, chị muốn gửi luôn thì em sẽ gửi cho chị luôn nha. Không vấn đề gì hết, cái này là vấn đề ở chị thôi. Chị thích cái nào thì, chị thích phương án nào thì mình chọn phương án đó thôi nha. Rồi, ok, còn đầm 90k không hả chị Lan Nguyễn đây. Còn đầm 90k, em lên đầm 90k cho chị coi. Đầm như thế này ha, để coi còn không. Em lấy hết ra em sale cho mấy chị coi.
chị kết bạn với em nhé chị. Mai đoán xem chị có livestream ha. Rồi Nguyễn Môn, chị kết bạn nhưng mà nhớ bật thông báo nha, tại vì nhiều khi Ngọc like có thể sớm hơn mà có thể trễ hơn một tí xíu, bật thông báo giùm Ngọc nó thông báo là vô coi. Chứ nhiều khi Ngọc nhập về một ri á, màu của nó chỉ có màu sáng qua thôi chứ nó không có màu trùng lập nha, nó sẽ có 10 màu nó không có bị trùng lập. Ví dụ như màu đó mấy chị thích mà mấy chị không nhanh tay là hết nha. Rồi ngày mai nhớ đón coi nha, cái mẫu rất cực kỳ đẹp luôn, nghe lời mấy chị em nhập về một ri cho mấy chị coi. Mẫu nó đẹp lắm. Đây. Đâu rồi ta, đâu rồi ta? Móc cái này, em móc cái này lên cái đã. Em còn cái này nè, em lên em sale cho mấy chị luôn cho. Em sale mẫu này giá nó hơi cao tí xíu nhưng mà em sale rẻ luôn. Đâu rồi ta? Rồi đây. À ship bao nhiêu em nhỉ? Lấy cái hồng, chị Lan Nguyễn lấy cái hồng nào ta? À, gửi hàng cho chị. Dạ rồi, ok chị Đào Hoa Anh nha. À ship bao nhiêu chị yêu ơi, chị ở đâu nếu mà tiền ship nó dao động từ khoảng 30-40k giùm em nha. Tiền ship dao động từ 30-40k giùm em. Rồi đây nha, em lên cái mẫu này cho mấy chị yêu coi. Cái này. Ủa cái này ở đâu còn được cái đầm này vậy ta? Ôi mấy chị ơi, chị nào đang thích cái đầm đỏ em đang mang này, em còn cái màu xanh nè. Ai lấy không, ở đâu còn sót lại cái màu xanh vậy ta? Đây cái đầm em đang mang em còn sót lại một cái màu xanh. Màu xanh này bao ngọt ngào luôn. Chị nào thích nhanh tay comment nha. Đầm này 100k chứ không phải 90k nha mấy chị nha. Đầm 100k. Đầm của em 100k nha, chứ không phải 90k nha. Đây em còn sót một cái màu xanh nè. Xanh hơi bị ngọt ngào. 100k chị nào nãy giờ đang thích ha. Chị nào nãy giờ đang thích nhanh tay hút nhanh số điện thoại lại giùm Ngọc nha. Nè còn một cái màu xanh y vậy nha. Rồi ai Ngọc xem 100k cái đầm xanh nha. Chị nào thích nhanh tay chị Bắc Ninh, chị yêu ơi, cái này chắc cũng phải ship từ khoảng 30-40k. Nói chung nó dao động cỡ đó nha chị. Đào ha anh, ok một mẫu. Rồi cái này mẫu đầm này, mẫu đầm xanh này em còn được một cái, ai lấy có tên không? Ok chị có tên không nha. Ok chị có tên không luôn. Rồi chốt thì chị có tên không luôn. Ba mẫu em lên cái này cho mấy chị coi. Em còn cái này em bán cho mấy chị 50k luôn. 50k một bộ như thế này nè. Xanh ha. Lan Nguyễn lấy có quần trong không? Có nào có quần trong không? Có nha chị yêu ơi, có tên không nè. Này comment số điện thoại giùm Ngọc nha. Ngọc có một mẫu nhưng mà Ngọc sẽ chốt hai số điện thoại nha. Cái này Ngọc có một mẫu nhưng Ngọc sẽ chốt hai số điện thoại vì lý do nếu ngày mai không gọi được bạn này Ngọc sẽ chốt cho người khác nha. Ai thích cái này nữa comment số điện thoại giùm Ngọc nha mấy bạn nha. Ai thích cái màu xanh này nữa comment giùm Ngọc số điện thoại và chắc lấy giùm Ngọc ha. Chứ không là ngày mai Ngọc gọi không nghe máy Ngọc sẽ chốt cho người khác nha. Ai thích cái màu xanh này nữa comment giùm em. Đây cái này em sale cho mấy chị 50k luôn, chị nào thích nha. Cái này có quần ở trong nữa nè. Đây cái mẫu lưới này 50k nha. Rồi à, chị em ghé shop hả? Lan Nguyễn ghé shop thì Ngọc ok nè. Rồi Lan Nguyễn ha. Đây cái mẫu này Ngọc sale 50k nha mấy chị yêu nha. Có chị nào thích trong cái form này rộng rãi thoải mái 60kg mặc được luôn. Nhưng mà nó hơi mát tí xíu ha. Nó hơi mát tí xíu em để 50k luôn hai bộ. Ai lấy hai bộ em để 90k luôn nha. Em còn hai bộ, ai lấy hai bộ em để 90k luôn. Có lót quần ở trong nha. Có lót quần ở trong. Rất là đẹp luôn cái form này thì tại vì nó hơi to á. Cái form này mấy chị 60-65kg là mặc vừa nè cho nên nó hơi to ha. Còn này là em hơi nhỏ con cho nên là em mặc nó còn bị rộng. Cái này là Ngọc còn được màu xanh. Cái này Ngọc còn được màu xanh với lại màu gì luôn nè. Để em mất kêu rồi. À còn được một bộ màu xanh với một bộ màu tím nè. Còn một bộ màu xanh với một bộ màu tím ha. Đây. Đó còn một bộ màu xanh với một bộ màu tím nha mấy chị nha. Nhớ chia sẻ bài viết giùm em nha mấy người đẹp ơi. Mấy người đẹp mua hàng nhớ chia sẻ bài viết giùm em nha. Đừng quên em nha, đừng quên em nha. Ủa đây nè, Ngọc còn cái này nè. Huỳnh Quế Anh hả? Rồi, Huỳnh Quế Anh lấy màu xanh hả? Ngọc còn cái màu xanh với màu tím, lấy hai cái thì Ngọc để 90k luôn nha. Lấy hai cái thì Ngọc để 90k luôn. Ngọc còn cái màu tím với cái màu xanh nè. Nè Huỳnh Quế Anh, hai cái luôn, lấy hai cái Ngọc để 90k luôn nha. Ok, em lên cái này ta. Lên cái nào đây ta?
lên đầm. Em lên đầm này cho mấy chị nha, em sale cái này 100k luôn. Cái này giá cao lắm nhưng mà em sale 100k luôn mấy chị yêu ơi. Nè, đầm nè, đầm phi ngủ, chị nào không thích sạc si hỏi ngang thì mình mặc này nha. Đây, đầm ngủ nha, đầm phi ngủ như thế này. Rất là dễ thương luôn, có tay, chị nào không thích thở hoang thì mình mặc cái này nha. Cái này nhưng mà cái này nó kém form nha, cái này nó kém form, 52kg đổ xuống giùm em nha, 52kg đổ xuống giùm em. Em sale cái này 100k luôn, form này phi dày dặn nha, ở ngoài ta bán 180 không á mấy chị đẹp. Mấy chị đẹp có thể ra ngoài tham khảo giá nha, ở ngoài bán 180k không, ở đây em bán 100, ở đây em bán bao nhiêu tao giờ em sale cho mấy chị 100, mới nói nhiều quên rồi, 100k luôn, sale 100k luôn. Đầm nha, nè em xô màu cho mấy chị coi đầm. Đầm nè, đầm nè, đầm nè, đầm nè. Đây là bộ, 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 bộ. Đầm nè, rồi đây. Cái này em sale cho mấy chị 100k luôn nha mấy chị ơi. Cái này em sale 100k luôn nha. Lên form vô rất là dễ thương nhưng mà nó kén nha. Cái này là tại vì nó kén form á, cho nên là mấy chị để ý nha. Kén form 52kg đổ xuống mặc dùm em. Chất phi này rất là dày dặn và rất là mát luôn nha. Này em có màu đỏ nha, màu đỏ, màu tím, màu tím nha, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu hồng đậm, màu hồng lợt đó, màu hồng đậm, màu hồng lợt. Thấy chưa, với lại một cái màu xanh đậm, hai cái màu xanh, màu xanh như em đang mặc cùng một cái màu xanh đậm viền đỏ này, bao đẹp luôn nha. Cái này Ngọc sale 100k một bộ nha, cái này Ngọc sale 100k một bộ nha mấy chị yêu nha, 100k một bộ nha. Ai thích nhanh tay comment màu giùm em này nha, 100k một bộ thôi ha. Ai rồi qua mẫu luôn, còn không thì đồ bộ. Cái này thì em có mẫu đồ bộ nữa, có ai thích cái mẫu như thế này mà đồ bộ không, có ai thích mẫu như thế này mà đồ bộ không mấy chị? Còn là cái màu này, còn là cái mẫu này lúc nãy bạn kia đặt. Trời ơi, bạn nào mà đây, cái còn ngay lại cái mẫu này lúc nãy, lúc đầu em bán nhiêu em quên rồi ta. Mẫu này lúc đầu em bán nhiêu mấy chị? Còn lại một bộ nè mấy chị, lấy luôn đi, để mất công em, mất công em quay đi quay lại hoài. Cái bạn đó lúc nãy đặt á mà giờ bộ này bao nhiêu, 80, ở đúng rồi, 80k nha, 80k một bộ. Cái này 80k một bộ nha mấy chị đẹp ơi, 80k một bộ ha. Rồi, hello chị Oanh nha, 80k một bộ, em lên lại cho mấy chị coi nha, 80k một bộ này ha. Rồi, 80k một bộ này, bao đẹp luôn. Màu hồng này lúc nãy mấy bạn kia dành quá trời luôn mà không có nè, bạn này cứ đặt xong rồi hủy nè. Đây 80k bộ màu hồng này nha, ai thích comment hồng giùm em. Chị lấy hai màu đó luôn. Ok chị hướng vô cho em xin số điện thoại luôn chị yêu ơi. Lấy hai màu cho em xin số điện thoại luôn nha. Rồi ok chị, 80k một bộ ha. Rồi, Hương Dương 0973808 từ 0973 nè, 808447 ha. Rồi 0973808447, ok chị yêu luôn. Hướng Dương. Còn màu gì nữa Ngọc hả? Yến ơi, bộ này Ngọc hết rồi. Bộ này Ngọc hết rồi nha. Cái này Yến ngày mai coi Ngọc để lại cho nha. Cái này ngày mai coi Ngọc để cái này lại cho nha. Thử luôn bộ kia chị xem luôn nhé. Ok chị yêu luôn, thử luôn. Theo yêu cầu của khách hàng là thượng đế luôn ha. Chờ em tí xíu nha Yến ơi, cái này ngày mai Yến coi nha. Ngọc trả màu cho, tại vì giờ này Ngọc nhập cái này về hết rồi, like lúc nãy rồi. Đồ ngủ nữa gái ơi, đồ bộ ngủ nữa. Ok chị yêu luôn, đồ bộ ngủ nữa. Em còn được mẫu này, chờ em tí xíu. Đỡ còn không hết nha Yến ơi. Cái này mà muốn lựa màu thì phải coi lúc đầu livestream Ngọc xô màu lựa. Chứ bây giờ mà không, bây giờ đâu còn màu nữa đâu. Bây giờ đâu còn màu nữa đâu. Đây, cái này em mặc áo cho chị coi thôi nha, tại vì quần thì nó giống nhau rồi. Quần thì nó giống nhau rồi ha nè. Quần, cái quần này nó có phối ren ở dưới nữa, màu này rất là đẹp luôn, màu vàng đồng này rất là đẹp luôn mà bạn đó không chịu. Đây. Cái bộ này thì cái dây của nó như vậy nha chị yêu nha. Đó.
thấy không, cái dây của nó như vậy, cái này nó không phải dây nó đó, đó. Đây nha, hai bộ 150 đó nha em yêu, chị yêu ơi, cái này hai mẫu khác nhau nha chị nha, cái này chung một mẫu thì em để 150 được, còn này hai mẫu khác nhau nha, hai mẫu khác nhau là em không có để được cho giá 150 nha. Rồi đây, nếu mà lấy thì ok giùm em nha, tại vì hai mẫu giống nhau thì em để giá 150 thì đúng rồi, một bộ là 80, hai bộ 150, nhưng mà cái này là 80 một bộ nha. Hai mẫu khác nhau lúc nãy em có nói với bạn đó mà, hai mẫu khác nhau là 80k một bộ nha. Rồi đây, ai thích thì comment giùm Ngọc nha. Màu vàng đồng này rất là sang luôn, cái mẫu này cực kỳ sang luôn, mã Ngọc mới vừa về luôn nè. Lấy thì ok giùm em nha chị yêu nha, em còn được một mẫu như thế này nữa, em lên cho các chị coi. Rồi, cái mẫu này của em giá hơi cao tí xíu, bộ phiên ngắn. Rồi, ok chị Hướng Dương nha, hết luôn Yến ơi, Yến ơi khách lấy rồi nha Yến nha. Rồi đây, cái này Ngọc xô màu lên cho mấy chị yêu coi nè, cái này em xô màu lên cho mấy chị yêu coi ha. Này ai thích màu gì lựa trước nha, chứ để hết nha. Cái này ai thích màu gì thì lựa trước, để hết nha mấy chị đẹp nha. Rồi em hai mẫu ra. Đây em còn được một bộ lưới 120 nè, có chị nào thích không? Để em bộ này luôn nha, Thảo Trương, để em bộ này là bộ nào ta? Hết rồi Thảo Trương ơi. Đây em còn một bộ lưới, không phải chị nào thích nè, nhanh tay comment giùm em đi. Bộ lưới em còn được màu xanh lá nè, bao đẹp luôn. Màu xanh lá này là đợt trước nè. Đó, bộ đợt trước nha, xanh lá lúc nãy chị nào đặt em màu xanh với lại màu hồng á ta. Xanh lá này cực kỳ ghiền luôn, bao đã luôn. Nè, cái mẫu này xuất sắc luôn nha, em mặc vô cho mấy chị coi. Bộ này 120, có bộ cam cho em không? Không có được, Hương Hồng ơi, chị về không thấy màu cam nha. Sorry baby nhiều nha. Lựa mẫu khác giùm chị cái nha, lựa mẫu khác giùm chị cái nha em yêu ơi. Đây, à cái mẫu này học xem 120k nha mấy chị nha. Ai thích nhớ nói số ký với giá chứ nha chị yêu ơi. Cái mẫu này của em đa số là form 60kg mà ok hết nha, 60kg đổ xuống là ok nha mấy chị đẹp nha. Giá thì em nói từng mẫu em nói từng giá nha. Đó, quá đẹp luôn ha, nè ở đằng sau riêng nè mấy chị thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt những mẫu lưới 65kg mấy chị mặc vừa nha, đặc biệt những mẫu lưới mấy chị 65kg mấy chị mặc vừa nha, tại vì form nó rộng, nó có độ co giãn nha. Đây 120k nè, cái này 120k nha mấy chị yêu ơi. Đây, bộ màu xanh này, ai thích bộ màu xanh này comment giùm Ngọc nha. À, hôm nay em vô trễ. Ừ đúng rồi, vô trễ thì hết mẫu hết màu nha em yêu ơi. Vô trễ hết màu rồi, cái này em còn màu xanh nha. 120k chị nào thích nhanh tay comment giùm em. Lưới này 65kg đổ xuống 1k. Rồi đây, rồi ai thích màu xanh lá này comment nhanh cho em nha. 120k đúng không mấy chị yêu ơi, lưới mà lưới là 120k nha. Mẫu này quá đẹp luôn, không thích nha. Rồi em thì em lên mẫu này, lên mẫu này màu lên màu gì giờ đây, em lên màu xanh rồi đi. Mẫu này của em bao nhiêu ta quên rồi. Mẫu này 80k luôn nha mấy chị đẹp ơi. Mẫu này 80k một bộ luôn ha.
lên 80k một bộ mẫu này luôn. Rồi ai thích nhanh tay comment giùm em nha, 80k luôn. Ở đằng sau nó phối ren nè. Nha, đằng sau phối ren rất là đẹp luôn, mấy chị thấy không? Đằng sau phối ren có dây tăng đơn nha. Những cái mẫu này là em tuyển hết cho nên mấy chị cứ yên tâm. Hàng của em tuyển hết nha. Rồi đây 80k một bộ, chị nào thích nhanh tay comment giùm em. Đây nha, phi ngủ rất đẹp nha, rất đẹp nha. Ở đằng sau hở luôn nè, mấy chị thấy không? Ở đằng sau phối ren hở luôn nè, rất là mát mẻ nha, rất là mát mẻ luôn. Thời tiết như thế này thì những bộ đồ này là hết sảy luôn rồi nha. Xanh coban yến hoàng, xanh coban hả? Xanh coban là xanh ngọc đang mặc đúng không? Xanh ngọc đang mặc đúng không Yến ơi? Hay là xanh này vậy? Nè, xanh này hay xanh này comment lại dùm Ngọc nha. Đó, hai màu, một màu xanh coban luôn. Xanh coban, hình như xanh coban là xanh này đúng không? Xanh này đúng không Yến? 80k một bộ nha, chị nào thích nhanh tay comment giùm em nha. 80k một bộ, em show màu cho mấy chị coi nè, màu xanh nè, màu số 1 nha. Ai thích màu nào comment màu màu rõ ràng, còn không thì comment số giùm em nha, comment số giùm em nha. Nào màu xanh màu số 1 ha. Màu vàng mã số 2 nha, màu vàng màu số 2. Màu hồng lợt màu số 3, màu hồng lợt màu số 3 nha. Đây màu xanh này màu số 4, màu xanh này là giống màu xanh em mặc nè. Màu số 4 nha, ok Yến nè. Yến cho Ngọc xin lại số điện thoại luôn Yến ơi, có gì ngày mai Ngọc điện nha. Cho Ngọc xin lại số điện thoại luôn nha. 80k một bộ nha mấy chị đẹp ơi. Hello chị Suri Nguyễn nha. Hát ra rồi vô lại hả đây. Rồi còn màu vàng, màu hồng, màu xanh. Màu xanh này giống xanh em mặc nha. Rồi màu xanh lá chuối nha. Màu xanh lá chuối và màu đỏ. À màu đỏ nè. Đỏ ren đen ha, với lại màu xanh lợt. Rồi 80k một bộ, chị nào thích nhanh tay comment giùm Ngọc nha. 0979527499. Rồi ok nha. Rồi đây, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha mấy chị yêu ơi. Còn màu như thế này nha, màu vàng, màu hồng, màu xanh. Xanh giống như em mặc ha. Màu xanh chuối, màu đỏ. Màu đỏ và màu xanh dương nha, màu xanh dương nha. Nhung ơi, đi xe có đủ xăng không Nhung? Đi xe có đổ xăng thì người ship thì người ta cũng tính ship nha, chứ không có ai mà re-ship đó. Nếu mà re-ship thì Ngọc cũng mới re-ship ở trong nội thành Biên Hòa nha. Mà đa số nội thành Biên Hòa thì cũng rẻ nhất là gần gần nhà Ngọc á. Nếu mà ai gần gần nhà Ngọc á thì sẽ re-ship thôi. Nhưng mà còn những ai mà ở xa xa là tại vì Ngọc giao shipper hết, chứ Ngọc không có đi giao. Tại vì có mình tự thân một mình nè, tự thân vận động thì nếu mà tự mình đi giao thì mình cũng re-ship đi cũng được. Nhưng mà này là Ngọc giao cho người ta ha, Ngọc giao cho người ta ship cho nên là không có re-ship nha mấy bạn nha, thông cảm giùm Ngọc nha. Rồi, hàng với lại hàng này Ngọc đã sale rồi cho nên là không tính ship nha. Vẫn không có re-ship được cho mấy bạn nha. Ai thích nhanh tay comment giùm em, 80k một bộ, hai bộ 150 nha. An Bình Biên Hòa chị ơi, An Bình là cũng xa em rồi đó. Ai mở ai có thể lên tới trường cấp 3 Ngô Quyền gần nhà em lên đó em giao cho mấy chị thì được, ok em sẽ re-ship nha. Còn ở những nơi nào khác mà xa xa một tí xíu ở An Bình là cũng xa rồi đó. Xa cái đó là em giao shipper hết nha. Cái đó là em phải giao shipper hết cho mấy chị nha. Rồi, ai thích màu nào comment màu đó giùm Ngọc nha. Ai thích màu nào comment màu đó giùm Ngọc nha. Còn không thì Ngọc qua mẫu nha. Còn không thì Ngọc qua mẫu nha. An Bình Ngọc ship 20k nha mấy yêu ơi. An Bình Ngọc ship 20k nha. Ngọc tôi tích ở dưới công viên Biên Hùng Lục. Ngọc tích ở dưới công viên Biên Hùng Lục. Lên trên đó là tiền ship 20k nha mấy bạn nha. Rồi 80k một bộ, hàng này Ngọc thề với mấy bạn luôn á, ra ngoài chợ mua không bao giờ có giá này ha, không bao giờ có giá này. Nói chung là đi những chỗ khác không bao giờ có giá này hết. Giá của Ngọc đang bán là rất là rẻ rồi nha, giá của em đang bán là rất là rẻ rồi cho nên là mấy chị tranh thủ hốt nha. Chị đào ha, đây rồi sale gần hết rồi. Có chị nào thích coi áo sơ mi không? Áo sơ mi, áo von hay set đầm ha, set đầm gì không? Lấy bộ đó, lấy bộ đỏ nha hả Cẩm Nhung, lấy bộ đỏ hả Nhung ơi? À, không có đen hả? Không nha Minh Trang ơi, tùy mẫu con mới có đỏ nha, tùy mẫu mới có đỏ, mới có đen nha, chứ không thì cũng không có đen nha chị yêu nha. Cái ri nào mà có màu đen là nó mắc hơn á, thiệt luôn. Em cũng khổ lắm, em cũng khổ tâm lắm. Rồi cho Ngọc xin số điện thoại luôn nha Cẩm Nhung nha, lấy một bộ màu đỏ ha. 80k thôi, rất là rẻ rồi, giá rất là rẻ rồi. Cảm ơn Nhung cho xin số điện thoại nha. Cái này Ngọc lời có mười mấy hàng ở trong đây luôn á, thiệt sự luôn á. Để mình mấy bộ vậy chị Nguyễn Nhung ơi, Ngọc để cho Nguyễn Nhung 3 bộ đúng không? Nguyễn Nhung đặt 3 bộ mà.
Lê Nguyễn Thị Nhung nha. À, bao nhiêu một bộ vậy chị? Một bộ 80k nha bé yêu ơi. Một bộ 80k lấy hai bộ 100. Lấy hai bộ bao nhiêu? Ngọc mốt nãy Ngọc mới nói nhiêu? Một bộ 80k, hai bộ 150 nha. Một bộ 80k, hai bộ 150. Bạn nào rồi lấy hai bộ thì nó sẽ thực tiện hơn nha, mà giá rất là rẻ rồi nha. 593650 nha. Rồi chị lên áo sơ mi trắng với áo cánh tiên đi chị. Ok Lan Nguyễn nha. Trinh Ngố ơi, 80k một bộ nha em yêu ơi. Hai bộ 150k nha. Hai bộ 150k nha Biu nha. Hàng giá rất là rẻ rồi cho nên là mấy bạn cứ yên tâm mà mua nha. Không có chỗ nào rẻ bằng chỗ Ngọc đâu, Ngọc đảm bảo luôn á. Áo sơ mi trắng ha, áo sơ mi trắng. Bé yêu, áo sơ mi trắng chị có set được không Lan Nguyễn nha? Áo sơ mi trắng thì Ngọc có set hoặc là họa tiết được không? Còn màu khác không? Lấy bộ nữa. Đây đây Ngọc đứng lên cho coi. Đúng rồi, ba bộ nhiêu? À, ship nhiêu vậy chị? Em yêu ơi, ship cũng giống vậy luôn nha. Em ơi, ship ở đây chị không có cân ký nhưng mà ship chị tính quãng đường ha. Ở trong thành nội thành thì 30k, ở ngoài nội thành thì 40k nha. Ở trong nội thành thì 30k, ở ngoài ngoại thành thì 40k nha. Rồi đây. Tay Ngọc cho coi màu lại nè. Màu xanh Ngọc đang mặc cũng rất là đẹp nha nè. Còn màu xanh lợt nè ha, còn màu xanh lợt nha. Màu xanh lá chuối nè, màu xanh lá chuối, màu xanh như Ngọc đang mặc nha. Màu hồng lợt và màu vàng. Màu hồng lợt và màu vàng ha. Đó. Rồi bộ màu hồng lợt và màu vàng. Còn có cái bộ này rất là đẹp luôn. Cái mẫu này bao đẹp luôn. Cái mẫu này. À mẫu khác hả? Hiện tại mẫu khác của Ngọc là bây giờ đang cháy hàng rồi, hết hàng rồi. Mẫu khác Ngọc còn cái mẫu này nhưng mà giá nó hơi cao nha. Cái mẫu này giá 130k. Tại vì Ngọc nhập cao lắm. Cái mẫu này Ngọc còn 130k nhưng mà đem về cầm thật sự mặc vô mới biết. Khác hoàn toàn luôn nha. Đây Ngọc cho coi thử, muốn coi Ngọc cho coi thử. Ngọc còn một cái màu xanh coban ha. Xanh đang mặc Thảo Phan, lấy xanh đang mặc cho Ngọc xin. Ủa Thảo Phan lúc nãy có đơn chưa ta? Thảo Phan ơi có đơn chưa, cho Ngọc xin số điện thoại đi. Thảo Phan lúc nãy có đơn chưa, Ngọc xin số điện thoại đi nè. Ok cho mấy chị coi mẫu này. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn, chất vải cực kỳ xuất sắc luôn nha. Cái này Ngọc còn một bộ màu hồng đậm với là một bộ màu xanh nè. Ren, ren này ren mềm rất là đã nha. Ren này là ren mềm rất là đã nè. Dây thun luôn ha. Mẫu này 130k lên form cực kỳ đẹp luôn. Thảo Phan ok, Thảo Phan nha. Còn một màu hồng đậm với lại một cái màu xanh coban nha. Đây. Rất là đẹp nha. Đây. Thảo Phan màu xanh chị mặc ha. Ok, Thảo Phan luôn. Bộ này 130k nha mấy chị đẹp ơi, 130k tiền nào của đó nha. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Bộ bình thường nó đã đẹp rồi, mấy chị mua cái bộ này 130 nó còn đẹp xuất sắc luôn nữa. Thảo Phan ha. Rồi ok Thảo Phan là 0166555588 0166555 555 876. Ok cho Thảo Phan 80k nha. Rồi ai bộ em đang mặc nha. Em còn một bộ màu hồng. Hồng nhé chị. Ok Ngọc Anh nha. Ok Ngọc Anh, hồng chị đang mặc nha. Trời ơi cái mẫu này chị nói thiệt bao đẹp luôn. Tiền nào của đó, bộ em mặc còn màu khác không? Đây chị Thảo Phạm ơi, bộ em mặc còn màu xanh nè. Xanh coban này, xanh cực kỳ đẹp luôn á. Xanh coban đúng coban luôn. Đúng chất coban luôn á chị. Rất là xinh. Trời ơi cái bộ này là em là dứt ngay một bộ để dành rồi. Đẹp lắm. Đây nha, đúng xanh coban, đúng chất xanh coban luôn ha. Đó, không pha tạp chất gì hết. Thấy chưa chị ơi, mặc bộ này vô là trời ơi còn gì để nói nữa. Ở dưới quần nó có pha ren, nó là một đường ren rất là đẹp. Chị mấy chị nhìn vải nè ha, vải của nó là mấy chị biết. Vải lụa, lụa mềm, mềm mịn rất là đẹp. Đây nha. Thấy không? Trời ơi màu xanh này thì còn gì bằng nữa. Lấy bộ đang mặc nữa. Nguyễn Nhung lấy bộ đang mặc chị còn màu xanh được không em yêu ơi? Nguyễn Nhung lấy màu xanh nha, màu hồng chị hết nha. Màu hồng chị chốt cho Ngọc Anh rồi. Màu hồng chị chốt cho Ngọc Anh rồi, chị còn màu xanh nha. Màu xanh này đúng đẹp luôn á. Đưa cái gì? Để ở ngoài bàn đi, để ở ngoài phòng ngoại đi. Chị quên là Ngọc Anh nè. Rồi Ngọc Anh nè. Gì vậy ta? Đâu rồi?
0973 0973 813043. Rồi 813043 nha. Thảo Phan lấy xanh nè, Thảo Phan lấy xanh thì ok nè. Ngọc Thúy có đồ ngủ cho người 1m768kg không bạn? Chị yêu ơi, 1m768kg chị mặc bộ lưới bên em cực kỳ đẹp luôn á chị. Đón coi giùm em dịp mai em về bộ lưới chị mặc cực kỳ đẹp luôn nè. Cái có cái bộ này nè. Không, nhưng mà cái bộ này hình như nó hơi nhỏ quá. Ủa quên, cái này là Ngọc Anh màu hồng. Còn màu xanh này là chốt cho xanh Thảo Phan ha. Thảo Phan mới vậy là có đơn đúng không? Thảo Phan Thảo Phan nè, cái này ai lấy nữa ta? Thảo Phan lấy nè, Cẩm Nhung lấy nè. Cái này Ngọc chốt, có gì Ngọc về thêm có thì Ngọc để cho ha. Đang đặng chiều em gọi đồ cho chị rồi hả? Dạ chị ơi, em gửi cho chị rồi nha. Nguyễn Nhung nữa nè, Nguyễn Nhung. Cái này Ngọc về á, giá nó hơi cao cho nên là Ngọc bán. Còn lấy mình bộ màu xanh, Ngọc bảo lấy màu xanh hả? Ngày mai mấy giờ bạn like? Dạ chiều ngày mai 5 nha. Nguyễn Nhung, sao mình lấy xanh trước mà? Trời ơi Nguyễn Nhung ơi, comment không kịp đó. À còn Nguyễn Nhung nữa hả? Nguyễn Nhung, rồi cái này mấy chị yêu ơi, cái này nếu mấy chị thích ngày mai em về tiếp, em bán 130 luôn, em sell cho mấy chị luôn. Nhưng mà hàng về còn màu nhiều đẹp lắm nha, về còn nhiều màu đẹp lắm. Rồi đây, sorry nha, cái này Ngọc có một bộ à. Trời ơi, cái này ai cũng 130k, cái này Ngọc còn một bộ thôi. Cho nên là bạn nào comment trước thì Ngọc để trước nha. Nguyễn Nhung, lúc nãy Ngọc hỏi thì chưa trả lời kịp cho nên Ngọc chưa có để cho nha. Rồi, sao mình lấy nữa hả? Trời ơi, em còn có một bộ à, khổ quá đi. Rồi, ok, cái này chắc ngày mai Ngọc đánh liều, Ngọc về lại một bộ, một ri, Ngọc về lại một ri nữa cho mấy chị yêu lụa nha. Ngọc về lại một ri nữa cho mấy chị yêu lụa. Áo sơ mi ha. Áo sơ mi. Mấy chị bây giờ thích coi áo thun không? Áo thun hay áo sơ mi hay áo gì không? Áo sơ mi là Ngọc lên hàng sale luôn cho. Thôi mà, đừng hối Ngọc mà, cái này 130k. Rồi sorry Nhung nha, tại vì lúc Ngọc hỏi là không thấy Nhung trả lời cho nên là bạn khác lấy á. Sorry Nhung nhiều nha, lựa mẫu khác giùm Ngọc nha, lựa mẫu khác giùm Ngọc ha. Trời ơi đúng thiệt, mẫu đẹp quá cho nên là lên ghiền liền. Tôi lên tôi còn ghiền nữa mà. Ai đầm đi chị hả? Ok. Cái dây kẹp của mình đã mất tiêu rồi ta. Đầm nha. Lên đầm. Chị nào thích không? Một cái đầm là sơ mi, áo sơ mi trắng đi chị. Mai mấy giờ chị like để mai chọn thêm rồi chốt Phạm Thảo ơi. Mai 7 giờ chị like nha. Mai cỡ 7 giờ nhưng mà nhớ bật thông báo nha mấy bạn nha. Nhớ bật thông báo nha. Nhiều khi Ngọc like sớm hoặc trễ hơn tí xíu. Bắt công mấy bạn vô không thấy ha. Nguyễn Nhung, mình nói lấy xanh mà không đọc đọc qua người khác hả? Không phải đâu Nguyễn Nhung. Trời ơi, cái lúc mà Nguyễn Nhung nói lấy á, Ngọc lấy bộ đang mặc. Lấy bộ Nguyễn Nhung nói là lấy bộ đang mặc, xong rồi Ngọc nói còn màu xanh á, là Nguyễn Nhung nói lấy bộ đang mặc là lúc màu hồng, xong rồi Thảo Phan comment lấy xanh luôn nè. Không tin Ngọc chụp cho coi, không có phải chốt trong baby size đâu. Lựa màu khác giùm Ngọc nha, không Ngọc chụp màn hình cho coi. Rồi. Đâu phải đọc qua người khác đâu, nó lấy bộ đang mặc là Ngọc thấy lấy bộ đang mặc là đang màu hồng. Đang màu hồng á, Ngọc nói là màu lấy màu xanh nha, là Thảo Phan nói rồi. Không có đầm dây hả chị hả? Trinh Ngố đầm dây hả? Đầm dây đầm ngủ hả em? Đầm ngủ hay là em muốn đầm dây đi chơi?
nha. Trời ơi, mẫu đầm này về cực kỳ dễ thương luôn, hơi bị tiểu thương nha mấy chị nha, hơi bị tiểu thương rất là bao dễ thương luôn. Rồi với lại Ngọc có một cái đầm này, một cái đầm sơ mi tay dài đen chất vải cực kỳ mềm mịn luôn, bao đẹp bao xinh luôn nha. Ai thích thì comment Ngọc mặc thử cho coi nha, đầm dây ngủ hay là đầm dây đi chơi nè mấy vị ơi, đầm dây ngủ hay là đầm dây đi chơi em yêu ơi. Hai còn muốn đầm dây thì Ngọc có mấy cái mẫu đầm dây body. Đây. Đầm dây ngủ hả? Đây, đầm dây ngủ không? Đầm dây ngủ em hết rồi nha mấy chị nha. Em về được số lượng ít thôi. Đầm dây ngủ là Ngọc chỉ còn bây giờ, Ngọc chỉ còn mẫu này thôi nha. Đầm dây ngủ thì chỉ còn mẫu này thôi nha em yêu ơi. Đó, đầm dây ngủ là chỉ còn được mẫu này thôi, chỉ còn 3 bộ ha, 3 bộ 3 màu nha. Thích thì lấy giùm Ngọc nha, thích thì lấy giùm Ngọc. Còn đầm ngủ là qua ngày mai Ngọc về thêm cho mấy chị coi nha. Nếu mà muốn coi đầm ngủ thì mai về thêm cho Ngọc, Ngọc về thêm cho coi nha. Đây, đầm ngủ màu rất là đẹp luôn, in 3D nha, in 3D. Mẫu này Ngọc sale 90k luôn, mẫu đó Ngọc sale 90k luôn nha mấy mị nha. Rồi vậy ba bộ thôi nha. Trời ơi, cảm ơn nha. Đừng có giận, đừng có giận nha baby nha. Đừng có giận. Áo hoài hả chị? Chết cha hay là mạng bên em yếu hả? Mạng bên em yếu hay mạng bên chị bị cái gì? Em cũng không biết nữa. Ai muốn coi đầm ngủ ngày mai coi giùm Ngọc nha. Ngày mai Ngọc nhập đầm ngủ gì cho mấy chị coi. Còn bây giờ hiện tại là em chỉ còn cái mẫu đầm đó thôi. Mẫu đầm đó em sale 90k. Rồi đúng rồi, Huỳnh Quế Anh ơi, Huỳnh Quế Anh có một bộ hay Hello Kim Phụng Trương nha. Rồi đây, nếu mà có ai muốn coi đầm body không? Đầm body nè. Đầm body này giờ không biết sale làm sao luôn á. Đầm body, đầm body. Đầm body cúp ngực có ai thích không? Đây em sale đầm body cúp ngực nha, còn không thì set nha, em lên set. Có gì nào thích set không? Set đồ bộ ngủ. Ai thích coi đầm body không? Đầm body hàng thiết kế bên Ngọc nè, hơi sexy tí xíu nha. Nhưng mà ở đây là ai hay đi ba ha, mấy chị nào mà hay đi ba đi bùng đồ á, mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Form dễ thương lắm. Ha, à, form dễ thương lắm, 52kg đổ xuống là ok. Vậy mai lựa thêm đồ ngủ nha. Ok, Huỳnh Quế Anh nha. Ok, Huỳnh Quế Anh nha. Ngày mai Ngọc sẽ lựa thêm nhiều mẫu mới đẹp cho mấy chị nha. Body. Body đi chị Tường Vân Trần. Đây. Đây nha, body nè. Trời ơi mấy chị yêu ơi, body rất là xinh luôn. Cái này em sale cho mấy chị, bây giờ em sale đồng giá luôn, 150k luôn. Trời ơi sao mà không mở ra vậy? Mẫu chết luôn. Đó, những cái body cúp ngực như thế này mấy bạn có thích không? Họ mất công Ngọc xô ra nè, body cúp ngực như thế này, form 52kg đổ xuống là ok nha. Nè, ở bên hông nó sẽ rất là đẹp nha. Đó, ở bên hông nó sẽ bao đẹp luôn. Đây. À, cái mẫu đầm body này Ngọc sale cho mấy chị 150 luôn nè, 150 một cái đầm body luôn, chất vải cực kỳ đẹp. Hàng này là hàng thiết kế nha, hàng thiết kế có độ co giãn 52kg đổ xuống là ok nè. Đó, body như thế này. Một ha. À, body như thế này. Đây, body dây. Body dây phối đan dây ngực nha, đi tiệc rất là sang. À, mọi ánh mắt đều hướng về mình. Cái mẫu này Ngọc có hai màu, màu đỏ với lại màu xanh nha. Màu đỏ với lại màu xanh. Đó, hoặc là body cam. Body trắng, body cúp ngực màu trắng luôn. Body trắng thì Ngọc có body cúp ngực. Có ai thích không? Không thích Ngọc qua set đi nha. Ngọc qua set đi, tại vì những cái body này là Ngọc còn body hàng sexy không à. Body là Ngọc còn hàng body sexy không nha. Hello chị Hằng Bẹp nha. Có ai thích set quần ống rộng không mấy chị? Em có set quần ống rộng rất là xinh nè. Ha, một cái set quần ống rộng cho em xem màu trắng đi chị ha. Đây nha, Tường Vân Trần. Cái màu trắng nó cũng là đầm body cúp ngực luôn nha. Nè, màu trắng nó cũng là đầm body cúp ngực luôn. Đó. Hoa thêu nè. Đó, hoa in ở trên đây. Bình thường cái mẫu này rất là mắc nha. Đây, cái bình thường cái mẫu này nó rất là mắc luôn. Nhưng mà hôm nay là chị sale luôn nha. Cái này là chị sale luôn. Cái mẫu này là sale 150. Không được.
thấy không, cái mẫu màu trắng bao đẹp luôn, cái mẫu đó phải 200 mấy, cái mẫu đó bây giờ chị xem 150 không được, nói gì thôi chứ xem 150 không được, mẫu đó Ngọc xem 170 nha, 170. Đây em có một cái bộ zoom như thế này, có bạn nào thích không? Trời ơi set như thế này bao đẹp luôn. Áo nè, áo này với chị có thể mặc rời được luôn, với lại quần sọt nha. Áo này có thể mặc rời với lại quần sọt luôn, có kèm theo. Bé Bao ơi, em hỏi mẫu nào bao nhiêu một bộ vậy bé Hiếu ơi? Em hỏi mẫu nào bao nhiêu một bộ vậy? Cho chị xem bộ nãy em cầm đi. Cho chị xem bộ nãy em cầm đi. Chị Loan Đặng hả? Dạ rồi, ok chị yêu luôn. Chờ em tí. Nè, màu đang mặc, mẫu đang mặc còn không? Dạ hết rồi nha, có tên không ơi. Mẫu đang mặc Ngọc hết nha. Đây, nó có kèm theo một cái dây băng đô luôn nha. Rồi Ngọc thay cái mẫu này ra cho chị coi. Bao xinh luôn mấy chị yêu ơi, trời ơi mặc thoải mái, rất là thoải mái luôn. Cái này là cái dây của em đây, thấy không, cúp ngực rất là đẹp, cúp ngực đẹp nha. Cái này em có hai màu nha, màu hồng chấm bi với lại màu da beo nha mấy chị nha, màu hồng chấm bi với lại màu da beo nha. Chị nào thích mẫu này comment cho em nha, chị nào thích mẫu này thì comment cho em. Rồi, bao nhiêu một bộ vậy chị bé bao ơi? Bộ này của chị 100... hôm nay chị sale 200 mấy đó, bao nhiêu ký mặc vừa mẫu đó Ngọc. Chị Maria Vân ơi, mẫu này chị mặc vừa á chị yêu ơi. Chị Maria Vân này, mẫu này là chị mặc vừa nha. Trời ơi, đâu rồi ta? Chờ Ngọc 2 phút nha, Ngọc báo giá cho. Bè ok chị Vân nha, ok chị Vân rồi. Vậy Ngọc còn màu beo nha mấy chị yêu nha, em còn màu beo nha. Trời ơi đâu rồi, cái này hôm nay em sale cho mấy chị luôn mà đâu mất cái bill rồi. Chờ em tí xíu nha. Bộ beo này em bán 200 luôn nha mấy chị nha. Bộ beo này 200 nha. Ở ngoài em bán 220 nha. 220 em để bộ này 200 nha. 200 Ngọc còn một bộ màu beo nữa nha. Màu hồng, màu này cho chị Vân. Chị Vân mang vừa lắm nha. Ừ cái này chị Vân mang vừa. Em vô tư luôn. Đây Ngọc còn một cái màu beo nha. Đây Ngọc còn một cái màu beo cũng rất là đẹp luôn. 200k nha mấy chị yêu ơi. 200k nha. Nguyên một set của nó là kèm 3 món luôn nha. Nguyên một set của nó là kèm 3 món luôn. Thấy không? 200k một set nha, có kèm thêm một cái tuban nữa, cái tuban nữa rất là đẹp luôn. Chị Maria Vân. 1 2 3 4 9 8 8 9 9 3 200k. Còn một set beo nha, ai lấy nhanh tay comment
giùm em nha. Mẫu này lên form rất là dễ thương nha mấy chị nha. Lên form rất là dễ thương, lưng của nó là thun với lại nó nhún á. Nó nhún cho nên là mấy chị mặc vô tư luôn. Áo là áo nhún cho nên mặc vô tư luôn. Hello Bo Fan nha. Rồi, đây không thích em qua set khác ha. Không thích em qua set khác cho mấy chị coi. Set này. Set chân váy, có ai thích set chân váy không? Set thể thao đi. Em lên set thể thao nha. Set thể thao này à, bình thường em bán 201, hôm nay em bán cho mấy chị 200k luôn. Bình thường em bán, em sale cái mẫu này là 220 á. 200 mấy ta? Không nhớ, nhập vô hơi cao. Mẫu này hôm nay Ngọc sale 200k luôn nha. Cái này Ngọc sale 200k luôn nha mấy chị nha. Set thể thao chất vải thun rất là đẹp, 60kg mặc vừa nha. Set Gucci vải thun rất là đẹp luôn, 60kg mặc vừa nha mấy chị nha. Nè, set Gucci nha. Đây, áo thun Gucci. Áo thun Gucci in chuẩn Mickey ha. Đây, ở đằng sau nó in hai mặt luôn nha. Hello, nó in hai mặt luôn nha. Hello chị Giang Hồ nha. Trời ơi, đọc tên nghe hết hồn luôn. Rồi đây nha, in hai mặt luôn, chất vải cực kỳ đẹp, 60kg đổ xuống mà ok luôn nha mấy chị nha. Đây cái set này Ngọc sale 200k nha. Set này Ngọc sale 200k, ai thích comment nha, Ngọc mặc thử cho coi nha mấy chị nha. Ai thích comment em mặc thử cho coi luôn. Đó, rất là đẹp. Ở dưới này nó có bo nha, chất vải của nó là chất vải, vải của nó là vải thun trơn nha, chứ không phải vải thun da cá đâu, cho nên mấy chị mặc rất là mát luôn. Cực kỳ mát luôn, bao đã. Form rộng rãi thoải mái, 60kg là mấy chị mặc vô tư luôn ha, không có sợ chật. Rồi, ai thích không? Mẫu này em sale 200k nha. Mẫu này hôm nay em sale 200k nha mấy chị nha. Thử đi Ngọc hả? Dạ rồi, ok chị Maria. Vâng chị, cái mẫu đó chị mặc vừa y luôn á chị. Áo đỏ nhiêu vậy chị? Áo đỏ đằng sau đó, em áo đỏ đằng sau 170, mai chia sẻ bài viết giùm chị, bán 150 luôn nha. 175k luôn á, 175k. Cái này mà lấy thì chia sẻ bài viết giùm chị, lấy thì chị để giá 170, ôi 150 nha, 150 luôn nha. Đây, em mặc thử cái này cho cái này em ốm cho nên là em mặc sẽ hơi rộng tí xíu nha. Áo đỏ Ngọc treo đằng sau, Ngọc có màu nha, Ngọc sale 200k luôn nha. Có màu Ngọc sale 200k luôn. Đóng thùng để cho mấy chị coi. Quần này nó lên form bao đẹp luôn, rất là đứng form nha. Cái này em mặc hơi rộng. Cái này là em mặc hơi rộng tí xíu. Ha, em sale 200k nha, set Mickey em đang mặc. Set Mickey em đang mặc, em sale 200k nha mấy chị yêu nha. Rồi. Thúy Dương Quỳnh, đồ gửi chưa chị? Thúy Dương Quỳnh, số điện thoại em chị gọi đâu được đâu. Số điện thoại em chị gọi đâu được đâu, gọi toàn thuê bao với lại máy bận không mà không có gọi tới em được. Rồi, đây nha, set thể thao là chị Maria ơi, cái này là chị mặc lên vừa đẹp luôn á nè. Em đứng cho chị coi cái form quần nè. À, cái form quần rất là đẹp, rất là đứng form luôn. À, cái mẫu này 62-63kg đổ xuống là ok luôn nha mấy chị. Mẫu đó là 60-63kg mặc đổ xuống là ok luôn. Rồi, em gọi lại chị tắt máy chờ, chị gọi lại cho em. Em gọi lại cho chị, cái chị gọi lại liền mà hả, thuê bao liền. Máy bận. Em gọi cho chị bóc máy không kịp, cái chị gọi lại cho em cái là hả, máy
bận không liên lạc được, máy bận không liên lạc được liền. Ok chị Maria Vân một set nè. Cái mẫu này cỡ form của chị Maria Vân lên bao đẹp luôn. À, chị nào 60-65kg lên form thì rất là đẹp nha mấy chị nha. Em sale 200k. Cái này ở ngoài không có giá này đâu mấy chị ơi. Cái này em sale cho mấy chị 200k luôn, cực kỳ đẹp. Vải này là của em, không phải lấy vải thun da cá mà là vải thun mịn đó. Thun trơn á, cho nên là nó hơi mắc. Rồi ok, cảm ơn chị Maria Vân nha. Này, ai lấy set thể thao nữa không mấy chị yêu ơi? Ai lấy set thể thao comment giùm em nha. Ai lấy set thể thao thì comment cho em nha. Em lên áo này cho. Áo này để dành ngày mai. Áo này để dành ngày mai, chân váy, quần dập, quần ống rộng em về em lên cho mấy chị đẹp nhất nách luôn. Có ai thích áo lá bài như thế này không? Áo thun. Ai thích áo phơm, áo thun phơm giấu quần không mấy chị? Nè, áo thun phơm giấu quần. Gửi địa chỉ có rồi đó, chị gửi địa chỉ đi, em có địa chỉ rồi đó Hà, rồi ok. Biết sao không, chị gọi để chốt đơn, chị gọi để chốt đơn á. Nếu mà chốt xong rồi chị gửi, tại chị gọi em không được cho nên chị chưa dám gửi á. Nè, hình lá bài rất là đẹp luôn, hình con già cơ nha mấy chị, hình con già cơ nha. Rất là đẹp luôn, cái áo này ở ngoài bán 180, hôm nay chị nào comment lấy nha, em để cho 150 luôn nha. Ê không được, 150 lỗ rồi, để em để cho mấy chị 160 nha. 160k cái áo này đính hộp rất là đẹp nha, đính hộp rất là chắc chắn luôn nè, cho mấy chị nhìn nè. Đây, tỉ mỉ ha, cái mặt của con già ra cái mặt rất là đẹp luôn ha. Lan Nguyễn cánh tiên hả, đồ ok Lan Nguyễn, tưởng nãy giờ đi đâu mất tiêu rồi chứ. Tưởng đi rồi chứ, đang định không lên, ai ngờ comment. Lên luôn áo cánh tiên nha mấy nàng ơi. Hello Hàm ơi. Lên luôn áo cánh tiên nha mấy nàng ơi. Đâu rồi, cái set bộ như thế này. Set này đổi tí xem lên luôn, còn có một bộ. Chị Vân lấy đồ ngủ không chị Vân? Em còn cái bộ màu xanh nè, em sale 120 luôn cho chị nè. Bộ màu xanh đồ ngủ này chị Vân mặc vừa, tại vì cái này nó là lưới á. Nó là lưới á, cho nên là mặc thoải mái luôn. Hả? Rồi, chờ nãy giờ ok, lên liền, lên liền. Thôi rồi, quên này ta. Rồi áo cánh tiên Ngọc lên với chân váy cho mấy chị yêu coi nha. Áo cánh tiên em lên với chân váy cho mấy chị coi nha. Rồi không em đừng có chị nhiều quá rồi hả, rồi ok. Ok chị. Đây. Rồi đây nha, bây giờ Ngọc sẽ lên áo cánh tiên với lại chân váy nha. Còn ngày mai thứ sáu Ngọc sẽ về quần ống rộng, Ngọc phối quần ống rộng cho mấy chị coi, cực kỳ sang luôn. Thứ sáu em về quần ống rộng, em phối quần ống rộng cho mấy chị coi nha. Quần ống rộng thứ sáu này em về ba màu nha, chị nào thích thì đặt trước nha, tại vì em cái quần ống rộng nó rất là rẻ mà nó lại đẹp nữa. Trời ơi, chất vải cầm nặng tay luôn nha mấy chị nha. Đây. Đây áo bánh tiên này Ngọc còn màu nha, Ngọc còn màu trắng nè, màu rêu nè, màu đỏ nè, ha, màu trắng, màu rêu, màu đỏ nha. Đây rất là đẹp nha mấy chị nha, 150k một áo nha, 150k một áo thôi. Trời ơi, cái này mà phối với lại quần ống rộng nữa thì thôi đừng nói tới nha. Mai mấy giờ like hả? Mai cỡ 7 giờ nha em yêu nha. Mai cỡ 7 giờ chị like nha.
Đây. Ê, ông Lan Nguyễn ơi, thích màu nào hốt ngay màu đó đi. Cái này ngày mai Ngọc về quần ống rộng nữa là phối vô cực kỳ đẹp luôn. Với lại cái áo này rất là dễ mặc ha. 60kg đủ số 1 ok nha mấy chị nha. 60kg đủ số 1 ok. Tại vì cái này là tùy mấy chị cột mà. Cho nên là mấy chị cột cỡ nào cũng được hết ha. 60-65kg là mấy chị mặc vô tư luôn. Không có sợ gì hết trơn. Bao đẹp luôn. Chị nào sợ hở có thể đính một cái nút ở đây nha. Chị nào sợ hở có thể đính một cái nút ở đây. Hoặc là mặc áo ống ở trong ok hết nha. Mặc áo ống ở trong cực kỳ đẹp luôn. Rồi em còn được màu rêu. Em còn được màu rêu, màu đỏ và màu trắng nha. Màu rêu, màu đỏ và màu trắng nha. 150k một cái. 150k một cái thôi nha. Lan Nguyễn lấy cho chị Ngọc xin số điện thoại đi bé yêu ơi. Lan Nguyễn lấy màu gì kèm theo số điện thoại giùm chị luôn nha. Hello Thanh Thanh nha. Thanh Thanh cứ vô ra vậy hả gái. Lan Nguyễn lấy cho chị Ngọc xin số điện thoại lại nha. Cái này 60-65kg đạt mặt được hết nha mấy chị. Không kén form, không kén tí nha. Không kén tí mấy chị luôn nha. À màu đỏ đô nè, màu đỏ đô rất là đẹp luôn. Cái màu đen còn không em, dạ chị Phạm Thúy, cái màu đen em hết nha. Em còn màu mà em có đặt màu đen á, nhưng mà hết rồi, không có luôn á. Ghé shop mà. Lan Nguyễn ơi, ghé shop cũng cho Ngọc số điện thoại để Ngọc lên đơn giùm nha. Ghé shop cũng cho Ngọc số điện thoại để Ngọc lên đơn nha. Rồi. Màu trắng, màu đỏ đô và màu xanh rêu nha. Màu trắng, màu đỏ đô và màu xanh rêu. Lấy chị màu rêu đi, ok. Chị Phạm Thúy lấy màu rêu. Chị Phạm Thúy cho em xin lại số điện thoại đi chị yêu ơi. Chị Phạm Thúy lấy màu rêu cho em xin lại số điện thoại nha. Đây màu đen em còn mẫu này nè chị. Màu đen em còn mẫu này đẹp lắm. Chờ em tí xíu em thử cho. Các chị đang mặc bao nhiêu vậy Vũ Đặng ơi? Chân váy em có chưa? Áo của chị 150 nha. Còn chân váy này chị chưa có về ha. Chân váy chị chưa có về. Rồi đây. Lan Nguyễn nè, ok. Lan Nguyễn ghé ha. Có nhớ không vậy? Lúc nãy em lấy cái đầm ngủ có nhớ không vậy? Ôi vậy hả? Rồi nhớ rồi. Rồi ok, nhớ là đây là dồn đơn đúng không? Dồn đơn đúng không? Rồi chị Phạm Thủy ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha chị Phạm Thủy nha. Quên em yêu ơi, chị bán tí xíu chị quên nè. Lan Nguyễn lấy màu trắng ha. Lan Nguyễn lấy màu trắng nè. Rồi ok. Chị Phạm Thủy nè, cho em xin số điện thoại nha chị yêu ơi. Có số điện thoại em mới chốt được nha. Quên rồi, không biết có dồn đơn không nữa. Ai chị Phạm Thủy nè. Mấy cái đơn này là những cái đơn nào mà mấy chị lấy ít ít á, em sẽ gửi bưu điện nha. Em sẽ gửi bưu điện cho mấy chị cho mấy chị rẻ tiền ship. Cho mấy chị rẻ tiền ship nhưng mà nó sẽ lâu nha. Có khi 4-5 ngày một tuần mới tới. Còn giao hàng nhanh em gửi đó là tiền ship nó sẽ dao động từ 30-40k ha. Nhưng mà nó sẽ tính liền. Rồi nhìn dáng chị thích quá. Lan Nguyễn ơi, dáng của Ngọc quá hả? Tại vì cái này là đừng có nói là dáng của Ngọc lên mà mặt đẹp nha. Mẫu lên cực kỳ đẹp luôn ha. Có màu đen không chị Vũ Đặng ơi? Chị hết màu đen nha. Chị có đặt màu đen đó, nhưng mà tạm hết. Trời ơi không biết sao luôn á, ngày mai Ngọc về quần ống rộng phối giáo này cực kỳ sang luôn. Cái này mặc đi tiệc, mặc đi đám cưới, mặc đi sinh nhật gì cũng đẹp hết nha. Ngày mai Ngọc về quần ống rộng Ngọc phối cho mấy chị coi. Nên bây giờ mấy chị nên mua cái áo này đi. Quần ống rộng ngày mai của Ngọc chỉ có 150k thôi nha. Chỉ có 150k thôi nhưng mà chất vải cực kỳ đẹp, cầm nặng tay nha, chứ không phải như cái vải vôn đâu. Cái vải vôn bình thường nó cũng đã 160-170 rồi á, nhưng mà ngày mai Ngọc sẽ sale cái quần ống rộng của Ngọc về được 3 màu nha, trắng, đen với đỏ nha. Trắng, màu đen, màu đỏ. Bạn nào thích thì còn, bạn nào dặn trước thì còn trước chứ không là hết nha. Ngày mai nhớ đón coi, ngày mai, y không phải ngày mai đâu, thứ sáu. Không phải ngày mai nha, thứ sáu nha. Thứ sáu là siêu phẩm Ngọc về. Thứ sáu là siêu phẩm Ngọc về rất là nhiều. Cái mẫu này Ngọc còn màu đen nè. Mẫu này Ngọc còn màu đen nè. Đây Ngọc mặc thử cho mấy chị yêu coi. Mẫu này em còn màu đen nè mấy chị. Chị nào thích nhanh tay đi, cái mẫu này nó mắc hơn nhưng mà em cũng để cho. Đây em thay thử cái mẫu này cho mấy chị coi nha. Mẫu này em còn màu đen nè.
thì Ngọc còn màu đen nè. Mẫu này Ngọc về đủ màu nha, rất là đẹp, rất là tiểu thư nha mấy chị nha, có thể mặc được hai mẫu luôn. Ví dụ như mấy chị phối với quần á, phối với quần quần sọ với lại chân váy thì mấy chị có thể để bèo ở ngoài như thế này cũng được luôn nha. Đó, để bèo ở ngoài như thế này cũng được luôn, còn không mình đóng thùng lại cũng đẹp luôn. Đây Ngọc đóng thùng lại cho mấy chị coi thử nha. Đó. Đóng thùng lại cũng xuất sắc luôn. Đây. Đó, ở trên phần ngực nó nếu mà nó hơi hở thì mấy chị có thể mặc áo ống nha, nhưng mà cũng không có hở lắm đâu. Rồi đây, mẫu này Ngọc còn màu đỏ nha. Mẫu này Ngọc còn màu đỏ nha. Ủa quên, mẫu này Ngọc có màu đen. Mẫu này thì Ngọc còn màu đen nha. Mẫu này Ngọc có màu bao đẹp luôn nha mấy chị nha. Mẫu này là em có màu bao đẹp luôn. Phối rất là dễ nha. Cái này là phối quần bách ghi nè mấy chị, phối chân váy nè, quần ôm cũng đẹp luôn. Ha mạng coi không được hả? Chết cha chưa mạng, nhà em bị gì á ha? Có ai coi được không mấy chị đẹp ơi? Có ai coi được không mấy chị đẹp, comment cho em tí xíu thử coi coi được không nha. Tại vì em đang like em cũng không biết coi được hay không nữa. Hello ai liễu nha. Coi được không? Ok hả? Ok rồi. Bạn có bình thường hả? Vậy là tùy người nha mấy chị nha. Em vẫn xem bình thường ok. Vậy là tùy người rồi. Cái này là tùy người rồi, không phải tại em. Hay là tại mạng em ta? Rồi, đa số bình thường á. Mẫu này em có màu nha, màu hót không nha mấy chị nha. Này em có màu gạch nè. Ha, màu cam gạch đó, màu cam đất rất là đẹp luôn, màu đỏ đô sau lưng em nha, màu đỏ đô đằng sau lưng em, màu trắng ha, màu trắng là hương thủy rồi, màu đen cũng chỉ còn một cái thôi à, lấy về nhiều nhưng mà cũng còn có đúng một cái màu đen luôn, lên form bao đẹp luôn, chị nào thích nhanh tay comment giùm em nha, chị nào thích nhanh tay comment giùm em, mẫu này, mắc hơn mẫu kia tí xíu. À, bao nhiêu áo đó bạn, chị mẹ xin cơ thông báo với áo này á, nếu mà ngày mai em bán là em sẽ bán 160 nha, nhưng hôm nay lỡ rồi em bán 150 cho mấy chị luôn ha. Cái áo này nó mắc hơn cái áo tay cánh dơ lúc nãy, nhưng mà lỡ rồi em bán cái này 150 ngày hôm nay luôn, ngày mai em bán 160 nha mấy chị nha. Rồi, nhiêu ký mặc vừa, chị Vân ơi, này chị Vân mặc vừa, tại vì cái này nó nối được ha, tại cái này nó nối được, ở đằng sau lưng nó có dây nè ha. Rồi, mới nâng cấp wifi mà cũng đứng hả? Chắc mạng bên chị ấy liễu ơi, chắc mạng bên chị á, mạng bên chị yếu chứ không phải mạng bên em đâu. Chị Vân á này chắc chị mặc vừa, tại vì đằng sau lưng nó có ấy nè. Cho mình xem áo bạn ok em đứng lên cho chị coi nha. Nè áo em mặc được hai kiểu nha, chị có thể đóng thùng lại như thế này cũng rất là đẹp. Cái tay nó phồng tiểu thư bao đẹp luôn nha, nè cái tay nó phồng tiểu thư nha. Đó, rất là xinh luôn, còn không thì chị có thể để ở ngoài nếu không thích đóng thùng, thì tại vì cái này nó có bèo cũng rất là đẹp, không cần đóng thùng luôn. Thấy không? Nó có bèo ở dưới đây rất là đẹp, không cần đóng thùng ha. Đây nha mấy chị nha, lên form cực kỳ xinh luôn, rất là tiểu thư nha. Cái này phối chân váy cũng được, phối quần cách ghi cũng được, quần ôm cũng được ha. Rồi áo màu gạch 100 đủ ok thí dụ mình nha. Một cái màu gạch nữa, màu rất là đẹp luôn. Hôm nay Ngọc lỡ rồi Ngọc bán 150 luôn ha. Thí dụ mình nè, ngày mai chị gọi nhớ em ấy giùm chị nha gái ơi, lấy cho chị màu em đang mặc ok chị yêu luôn. 150. Rồi, bữa xem được mà giờ không xem được luôn, chết cha chưa? Sao kỳ vậy ta? Quay sau rút được không? Em sợ rộng hả? Được nha Kim Yến nha, ở đằng sau rút được nha. Nè, chị quay lại cho coi. Chị mặc cũng hơi rộng. Đây nè, ở đằng sau dây rút nè, cái dây này mình rút hết cỡ luôn nè. Thấy không, ở đằng sau dây rút nhả ra tí xíu được ha. Cái này rộng á, cái này cũng khá rộng á. Cái này mở nút được luôn nha mấy chị nha. Cái này là mở nút được luôn nha. Em lấy màu nu à, mai em ghé lấy nha. Ngọc Tâm lấy màu nu. Ngọc Tâm lấy màu nu hả? Màu nu này Ngọc đang để dành cho chị Maria rồi. Em không coi được. Cho mình màu đen, mẹ xin cơ thông báo ok nha. Mẹ xin cơ thông báo ok nè.
40 kg vừa không bạn, mặc vô cân chị yêu ơi. Cái này 40 kg, em 45 kg nè, nhưng mà chắc dạ. Mày đó chứ con nha. Bà đang nhậu đi mà bà đã có mấy chị đang nhậu rồi. Cái chị kêu tiếp tục để xem là nó để ý nhà mày. Mày để lại bữa nào rượu mà nó hốt xe thì nó nói nha. Rồi, 40 kg mặc vừa nha chị yêu ơi, 40 kg nếu mà chị mặc hơi rộng chị bóp hai bên hông lại tí xíu là ok nha. Cái này chị bóp bên này lại là tí xíu là ok. 52 kg mặc ok nha. 52 kg mặc ok nha chị Vân ơi. Cái này em để cho chị, nếu mà chị mặc không vừa chị trả lại cho em nha. Chị Vân nha. Cái này em để cho chị, nếu mà chị mà không mặc vừa chị để lại cho em không sao hết nha. Hello Hằng nha, 52 kg là mặc vô tư nha bé yêu ơi. Cái màu đen ai lấy quên mất tiêu rồi. Cái màu đen ai lấy quên mất tiêu rồi. Cho mình màu đen mà xin cho thông báo chị yêu ơi. 40 kg chị mặc vô tư, nhưng cái này nếu mà chị mặc rộng bóp lại đây tí xíu là được nha. Bóp lại bên hông tí xíu là được, tại vì trên đây nó phồng ha, ở đây nó phồng được ha. Rồi. Cái gì quên rồi ta? Mới nói gì quên tức là chị mệt. À rồi ok ok, chị mặc xin cho thông báo nha. Rồi. Nhưng mà 40 kg em nói trước nha, 40 kg của chị, những cái mẫu bên em chị đem về mà chị thích thì dựng, nếu mà muốn mặc đẹp thì cũng phải bóp thôi, chứ đâu có nào mà vừa y của chị đâu. Đâu có nào mà vừa y chị được. Hello Lã Thu Hiền nha. Chị lấy màu trắng nha, ok chị nước mắt hoa hồng nè. Một màu trắng gì nước mắt hoa hồng. Cái này mẫu này cao hơn cái mẫu tay cánh dơi nha, cho nên là nếu mấy chị hôm nay lấy thì em sẽ để giá này nha, còn ngày mai lấy là 160 nha. Rồi, chị nước mắt hoa hồng nữa nè. Rồi, còn chị nào nữa không? Chị nào lấy chốt dừng Ngọc nha. Em có không vậy? Ngọc Tâm ơi, cái này màu da hả? Để chị hỏi cái ngày mai chị trả lời nha Tâm nha. Ngọc Tâm nè, Ngọc Tâm mai ghé lấy, mai Ngọc trả lời nha. Mai Ngọc trả lời nha baby nha. Cái này hả? Không biết chị Vân mặc vừa không nữa. Rồi ta mới này, ngày mai chị Ngọc trả lời nha, ngày mai chị Ngọc trả lời nha. Rồi Ngọc lên cái áo này cho mấy chị coi, áo này 160k thôi, rất là đẹp luôn, lên form bao dễ thương luôn nha. Áo này 160k, lên form bao dễ thương luôn. Hai cái áo này, mấy cái áo này ngày mai mà Ngọc thứ 6 mà em về quần ống rộng á là em bán nó sạch luôn, phối quần ống rộng cực kỳ đẹp luôn. Biết sao không, quần ống rộng bên em mã lên form rất là đẹp. Mã lên form bao đẹp luôn nha, áo này 160k nè, chị nào thích comment giùm em đi, em sale 160k luôn ha. Bộ hôm qua em like đầu tiên, xét bộ hôm qua em like đầu tiên chị Phạm Thủy, nước mắt hoa hồng nè. Phạm Thủy xét bộ hôm qua em like đầu tiên còn không hả? Xét bộ hôm qua em like đầu tiên dạ hết chị yêu ơi. Xét bộ đó chị lấy màu gì chị comment màu cho em đi, em coi còn em báo nha chị Thủy nha. Chị Phạm Thủy nè, chị Phạm Thủy lúc nãy cho em số điện thoại chưa? Rồi rồi rồi. Chị Phạm Thủy ơi, cái set đó chị lấy màu gì báo giùm em đi, em đặt coi còn không nha. Em coi coi còn thì em để cho nha, tại cái mẫu đó em cũng đang đặt thêm á, em đang đặt thêm ha. Lấy thì báo giùm em nghe, lấy màu gì thì báo giùm em nha. Em coi còn cái em báo set đó lên cực kỳ đẹp luôn, form bao đúng luôn cái mẫu đó hả mấy chị mặc mà. Dạ. Rồi. Cái gì không hả? Yeah.
của em hết pin rồi. Màu gạch Phạm Thủy ok chịu luôn. Cái màn hình đen thui không coi được. Mai bạn ơi, hẹn mai nha. Thôi bây giờ chị kết thúc livestream luôn nha. Hết pin rồi. Bye bye mấy chị yêu nha. Bye bye chị yêu, chúc mấy chị yêu một ngủ ngon nha. Nhưng mà ngày mai nhớ đón con, ngày mai em về đồ bộ đẹp nha. Bye bye.